Đối địch quyển 1, chương 249, men say vừa tỉnh, đại án phát sinh. 4. Trong lúc hai người đang thì thầm với nhau thì có người gọi một đường duy, là thư ký của cục trưởng lưu, người kia thấy Phương Hủy Đình liền nói thêm vừa vạn phó cục lô cũng đang tìm họ. Hai người mừng thầm, chắc là được lãnh đạo cổ vũ biểu dương rồi, bọn họ là cảnh sát nhỏ, không thân không thế, tất nhiên quý trọng. Rời phòng vật chứng, tới trước phòng tổ trưởng, bên trong có tiếng nói chuyện, thư ký giải thích phó cục lô và chính ủy đồng đang báo cáo với chuyên viên sở tỉnh và lãnh đạo cục tình hình mới nhất cục trưởng lưu muốn gặp người đầu tiên mò ra manh mối nghe thế tiểu mục có chút căng thẳng kéo tay thư ký này lát nữa tôi phải nói gì tôi làm sao biết anh phải nói gì dù sao đừng nói linh tinh thư ký chẳng buồn chỉ dẫn người vừa nhặt được công lao lớn cậu ngốc à phương hủy đình mắng nhỏ là do lãnh đạo chỉ huy chính xác tập thể đoàn kết nỗ lực chúng ta đã lần theo vô số manh mối rồi có một cái chính xác là chuyện đương nhiên đừng khoe công sẽ có công tôi có công gì mà khoe tôi ở trong xe ngủ gật chị cũng chẳng có công chị uống say tới mức đi làm muộn tiểu một khẽ lẩm bẩm phương hủy đình chẳng giận làm vẻ mặt chỉ đạo nhắc cậu vì muốn tốt cho cậu có điều đoạn này lượt bỏ đi đấy thư ký lên gõ cửa bên trong gọi vào Đúng nửa tiếng sau mới thấy một đường duy và phương hủy đình từ văn phòng tổ trưởng tổ công tác đi ra. Lúc vào và lúc ra nghiễm nhiên là hai dáng vẻ khác nhau, không ngoài dự liệu quả nhiên là biểu dương miệng, vinh dự không nhất định phải là thứ đáng tiền, có điều cấp cho một phần thể diện đủ thêm một phần hư vinh rồi. Vừa ra ngoài đóng cửa phòng lại, hai người dơ nắm đấm nhìn nhau cười đắc ý, nếu không phải khu làm việc, có khi đã nhảy lên la hét ấy chứ. Chuyện này thực sự đáng đắc ý, phó chính ủy đồng ở trước mặt các lãnh đạo khen tiểu một chịu khó làm việc không than vãn oán trách lần trước ra hang ổ đa cấp còn bị thương nằm viện còn phó cục lô không tiếc lời khen phương hủy đình đầu óc linh hoạt tư duy nhanh nhạy nói thế nào nhỉ không thua kém nam nhi để ở bộ phận tuyên truyền của cục công an thành phố thực sự lãng phí tài năng lãnh đạo cục khen ngợi còn biểu thị sớm nghe danh hai đồng chí lại còn bóc mép sự thực giới thiệu với người sở tỉnh hai đồng chí này là nòng cốt của tổ phá án lừa đảo trên tỉnh xuống hai vị một sử trưởng ban kinh tế một là thành viên của tiểu tổ lãnh đạo chống lừa đảo kinh tế mới thành lập là cán bộ cấp phó xử cũng khen ngợi hai đồng chí trẻ là anh hùng xuất thiếu niên sau đó bàn tới đường lối phá án hai vị cấp trên thao thao bất tuyệt nào là vụ án lừa đảo xuyên khu vực xưa nay luôn khó điều tra thường ra tay từ manh mối quanh nghi phạm để lại đào sâu tìm kỹ mò ra manh mối có giá trị nhưng lần này không chỉ ngay lập tức tìm ra tung tích nghi phạm còn mò ra cả loại tội phạm khác ẩn mình rất sâu, đó là chế tạo thẻ giả, phải coi đây là đường lối phá án mới. Cứ cái gì nâng lên tầm lý luận là ghê rồi, tiểu một nghe mà liếu lưỡi, cảm tưởng người ta đang nói tới ai chứ không phải mình, khi lãnh đạo hỏi tới đường lối tư duy tìm ra manh mối, điều đầu tiên hắn nghĩ tới người liên tục đã kích mình, nửa thật nửa giả biểu thị, kỳ thực tôi không làm gì cả, tất cả được lãnh đạo bố trí tỉ mỉ. Tôi chỉ làm theo bố trí sau khi điều tra không có kết quả, tôi nghĩ vấn đề khả năng do cách chúng ta suy đoán thủ pháp kẻ lừa đảo, nghi phạm đã dám rút tiền tức không sợ chúng ta ra, vậy tra theo manh mối người rút tiền lẫn thẻ là vô ích. vấn đề khả năng ở nguồn gốc của thẻ ngân hàng, cộng thêm tin tức do nội tuyến của chúng tôi cung cấp tìm tới người trung gian. đây vốn là tin tức nhiều nghi vấn, nhưng nhờ lãnh đạo cao trọng nên có thành quả hôm qua. lãnh đạo cục lẫn người sở tỉnh nghe tiểu một nỗ lực không quên tập thể, càng tán thưởng nói chuyện càng thoải mái vui vẻ hơn. Khi hỏi tới phương hủy đình, cô trả lời càng mạch lạc, không thiếu được khoe chuyên ngành một phen, nói thẳng mỗi loại tội phạm biểu thị một loại bệnh tâm lý, kẻ lừa đảo biểu hiện ra loại tâm lý cầu may và đầu cơ, trừ kiếm tiền còn thỏa mãn cảm giác tâm lý. Dưới sự thôi thúc tâm lý này, tư duy của chúng khác người thường, nên điều tra phải cân nhắc từ quỹ tích tâm lý của nghi phạm, men theo đó sẽ tìm ra sơ hở trong thủ pháp của chúng. Chuyện hôm nay là một minh chứng quả này còn khen nhiều hơn lãnh đạo tỉnh vỗ tay nói người trẻ tuổi này suy nghĩ mới mẻ dùng chuyên môn vào thực tiễn tiền đồ vô lượng đúng là tiền đồ vô lượng đấy lãnh đạo cấp tỉnh cũng khen rồi đợi lúc xét lên cấp lại còn chẳng thuận lợi sao khi ra ngoài rồi tiểu một lân lân đại bộ phận anh em tốt nghiệp xuống huyện hoặc là đồn công an lần này lập công rồi có khi được trực tiếp vào chi đội hình sự ấy chứ ai ngờ phương hủy đình mắng mặt cậu dày thật đấy trộm luôn lời của soái lãng ra nói à. Tiểu một hơi xấu hổ, có điều nhìn Phương Hủy Đình cũng đang mừng ra mặt, phản bác, chị Phương, chị đừng có chỉ trêu tôi, tôi tuy mượn lời soái lãng, nhưng nói có chứng có cứ. Còn chị thì nói cái gì mà tâm lý nghi phạm, đã mười mấy ngày rồi chúng ta như rùi không đầu, nếu cách của chị mà dùng được, thì chúng ta phá án lâu rồi. a à, trêu tôi hả, tôi dựa vào phân tích tâm lý nên tin soái lãng, tôi báo cáo lên tổ xin thực hiện kế hoạch còn cậu nói soái lãng lừa ăn lừa uống, ngồi trong xe đợi còn không vui. Hì hì, chị Phương, dù gì tôi cũng đưa chị về mà, đừng bêu mặt tôi chứ. Nhưng mà chị có thấy chúng ta hơi, có hơi. Có hơi làm sao, ấp úng gì? Phương hủy đình nghi hoặc. Thì có hơi mặt dày vô sĩ quá không, ý tôi là hai chúng ta có làm gì đâu, tới nhà soái tiền bối, ăn chực một bữa, quay về chị lại ăn uống một bữa nữa, tôi thì ngủ gật trên xe, sau đó sáng hôm sau chúng ta thành anh hùng, tôi cứ thấy cứ chột dạ thế nào ấy, tiểu một trục rè nói, mắt nhìn hai đầu hành lang như trộn. Sợ người ta biết sự thực công thần gì chứ, bọn họ chỉ ăn với ngủ. Nói ra đúng thật, tiểu một ngủ gật không cần nói, Phương Hủy Đình tuy đúng là xin phép lãnh đạo, nhưng mà khi ăn uống cô thậm chí chẳng nói được mấy câu, tiếp đó say rượu ngủ tới tận sáng, nghi phạm do soái lãng chỉ ra, bắt là do tổ thực địa, hai người chả có công gì thế cậu định làm sao? Nói hai chúng ta chẳng làm gì à, cậu suy nghĩ như vậy là không đúng, cậu phải nghĩ thế này, hai chúng ta tóm được Soái Lãng, giúp cha con họ đoàn tụ, chính nhờ thế mà vô tình tìm ra manh mối, đó gọi là làm việc tốt được trời phù hộ. Nếu không có chúng ta, Soái Lãng liệu có tự dưng đi chỉ ra nghi phạm không, trong tổ có người mà bắt không? Chị nói đúng thật. Cơ mà tôi vẫn thấy có gì đó, ý tôi nói là về chuyên môn cảnh sát, chúng ta không làm được gì mà công lại nhận hết rồi. Tiểu một vẫn còn xấu hổ, dù sao mới tốt nghiệp thôi, còn non nớt lắm, thật thà lắm, chưa bị xã hội vấy bẩn, hay là chúng ta hết giờ làm mời anh ấy một bữa cảm ơn, chỉ có bận gì không? Được, cậu hẹn đi, tôi không bận gì. Phương Hủy Đình gật đầu, công này đáng để tên đó xẻo một bữa. Tiểu một mặt tươi hơn hớn lấy di động ra gọi cho soái lãng, vừa nói mời cơm, không hiểu có chuyện gì mà mặt khó coi, như có biến cố vậy vừa kết thúc điện thoại đã bực bội, anh ta không nể mặt chút nào, chỉ có biết anh ta nói gì không? Nói gì? Phương Hủy Đình không hiểu, mời ăn cơm mà còn nói lời khó nghe à? Anh ta bảo hai nam nhân ăn cơm với nhau có gì hay ho, không đi. Tôi bảo có cả chị Phương, anh ta lại nói, hai nam một nữ mất hứng, không đi, tiểu một cứ như bác tự không hợp với soái lãng vậy, chuyện tốt hay chuyện xấu đều có thể cãi nhau được, hay kệ anh ta đi, hôm nay có khi anh ta gặp chuyện gì không thuận lợi rồi thôi để tôi phương hủy đình lấy di động ra vừa gọi một cái bên kia nhận máy luôn thế là nụ cười càng thêm phần rực rỡ alo soái lãng anh làm gì đấy sao nói chuyện với tiểu mục như vậy tối nay tụ tập không cảm ơn anh chuyện hôm qua tiểu mục nhìn nét mặt phương hủy đình đó là nụ cười phát ra từ nội tâm hắn lại thêm chút đố kỵ ngày ngày ở bên nhau mà chẳng thấy cô nhẹ nhàng với hắn mấy câu chẳng lẽ hai người này có ý với nhau? Đột nhiên nghĩ tới đó, tiểu một càng ủ rũ, bảo sao người ta cứ hay nói, rau ngon bị lợn gặm hết. Ý, có biến rồi, nụ cười trên mặt Phương Hủy Đình dần biến mất, giọng cũng hạ thấp xuống, không biết nói cái gì, đột nhiên sầm mặt, sau đó tắt máy không có dấu hiệu gì cả, miếng chặt môi, mũi hít thở mạnh, bộ dạng cứ như là muốn đánh người. Tiểu một theo bản năng tránh xa một chút khỏi trúng phải tai bay và gió, không biết vì sao mà chớp mắt thành ra như thế phương hủy định hít thở một hồi có vẻ điều tiết phần nào nghiến răng nói loại người gì thế không biết dám nói với tôi là đi tiếp thị đồ uống không có thời gian té ra tôi còn không quan trọng bằng mấy kết đồ uống à ra thế mỹ nữ bị ngó lơ sức hút bị nghi vấn cho nên mới tức giận như vậy cơ mà cũng lạ tên đó chẳng phải háo sắc làm à tiểu một khó hiểu tự nhiên lại đổi tính Phương Hủy Đình còn tức giận hơn cả bị sàm sở, nhất là ngay trước mặt Tiểu Mộc, thấy mất mặt vô cùng, thẹn quá hóa giận nói, Tiểu Mộc, hết giờ làm đừng đi, chị mời cậu. Tìm ra manh mối trọng đại như thế, chúng ta phải chúc mừng. Tiểu Mộc nuốt nước bọt, chưa gì hắn đã thấy bữa cơm này khó trôi. Đại Đông Quang, cái ngõ nhỏ, tiểu khu Quang Minh, trong cái ổ thanh niên lười vừa qua lễ lao đông quốc tế, xoái lãng đặt điện thoại xuống, tiểu mục tính cũng tốt, nhưng quá đàng hoàng, nói chuyện khó mà hòa hợp. Còn về Phương Hủy Đình, đúng là mỹ nữ thật, y cũng từng động lòng, chỉ là bây giờ, không hứng thú với chuyện nam nữ, mà phải nói thẳng ra là hiện soái lãng chẳng hứng thú với chuyện gì cả. Hôm qua tích cực như thế là vì vụ án, giờ làm xong điều cần làm rồi, giờ nhận lời mời giống để cảm ơn kia thì quan hệ giữa người và người mang dấu vết lợi dụng quá rõ ràng. Thế nên soái lãng từ chối lời mời của hai người. Còn nguyên nhân sâu xa hơn nữa, Mỗi lần nghĩ tới tan nhã, nghĩ tới đêm tiêu hồn đó cùng cô, mọi cô gái bên cạnh liền trở nên thua kém, có chút cảm giác từng trải bốn biển màn gì nước. Cô gái đó đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa như làn gió thơm, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng xoái lãng. Lúc này đây xoái lãng chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn quan hệ với ai, tất nhiên là trừ mấy anh em cùng thuê nhà, có chút ý vị giống con thú bị thương, mò về ổ tìm kiếm chút an ủi từ tình thân đồng loại tiếp tục cúi đầu nhập số điện thoại, di động vừa mới mua, số cũ mất rồi, không đóng tiền bị khóa, chẳng buồn lấy lại nữa, may mà có cuốn sổ chép tay. Soái lãng chọn những số hay liên lạc nhập vào, dù vẫn đau lòng, buồn bã nhưng phải quay về cuộc sống bình thường rồi, có những thứ không thể không bỏ xuống, không thể mãi chìm đắm vào nhung nhớ. Nhận điện thoại, trầm tư, nhập số. Một loạt hành động quá dị của soái lãng lọt vào mắt ba người anh em, hàng đồng cảng đưa mắt ra hiệu cho điền viên và bình quả vừa chuẩn bị xong bữa sáng do dậy muộn đánh đầu về phía soái lãng ba anh em thì thầm thương lượng gì đó gật đầu đồng thuận rồi hàng đồng cảng đi về phòng soái lãng hai thằng b hai bát mì ăn liền đi theo chẳng mấy khi có một ngày nghỉ chẳng mấy khi có tâm tình thả lỏng thoải mái hàng đồng cảng tới hỏi thăm soái lãng cha y có khỏe không soái lãng cười gật đầu không muốn nói nhiều về chuyện này lão hàng ngồi xuống vỗ vai soái lãng Chuyện lần trước tôi nói với cậu đó, cậu có để trong đầu không vậy? Hôm qua lôi hân lôi còn gọi điện thoại hỏi xem có muốn tới vệ sĩ làm việc hay không. Tôi thấy cậu nhanh nhạy có vẻ hợp đấy, làm việc sang đầu người vài năm, có khi còn mượn công làm tư, kiếm được em gái giai tầng trí thức, không phải tốt à. Soái lãng lắc đầu, anh lại không biết tháng 5, 6, 7 là mua tiêu thụ nước giải khát tốt nhất trong năm, tới tháng 8 nhập học, là lúc bán sách tư liệu các loại, rồi nhập đông càng bận rộn, tôi kiếm chắc năm bảy ngàn một tháng, có ngốc mới đi kiếm ba nghìn. Nhưng mà mỗi ngày phải chạy đông chạy tây, khiên lên khuân xuống, vất vả lắm. Hàng đồng cản khuyên. Tôi cũng muốn kiếm tiền nhàn nhã lắm, nhưng chuyện tốt ở đâu ra, anh biết tôi mà, tôi ghét nhất bị người khác quản. Cái tính con lừa không biết tốt xấu của cái thằng này nó lại trỗi dậy rồi, hàng lão đại đánh mắt, điền viên nuốt nốt miếng mì ngồi xuống giường, thần sắc trịnh trọng, nhị ca, chuyện đó không thể làm mãi được, anh bán toàn mấy thứ hàng giả hàng nhái kém chất lượng, bị người ta bắt được không có kết cục tốt đâu. Em thấy anh nên tìm công việc nào ổn định đáng hoàng chút, khỏi phải suốt ngày nơm nớp lo sợ. Anh cũng muốn bán hàng thật lắm chứ, nhưng có đâu, xoái lãng nhìn cái mặt béo tròn mà xảo trá của điền viên là bực rồi, mày bán máy vi tính mà còn dám giáo dục anh à, linh kiện của bọn mày toàn là hàng nhái, không thì cũng là hàng nhập lậu, hàng cũ tân trang, ăn thịt người ta ăn tới cả xương rồi. Chuyện này làm sao trách em được, giờ bán ổ cứng dung lượng lớn mà không chứa ít phim hay người ta chẳng thèm mua ấy chứ. Thằng này vừa biện giải đã lạc đề, đúng là ăn hại không trông cậy gì được, kéo sáng bên. Đến bình quả ra trận, nhìn di động của soái lãng, cười nịnh, nhị ca, là lão đại bảo em khuyên anh, em thấy cũng có lý lắm, sống phải nghĩ xa một chút, nên tìm việc gì có thể làm lâu dài có thể tiến bộ và mình thích. Anh cứ phiêu bạc mãi thế này, mỗi lần lại làm từ đầu, không phải lãng phí cơ hội à. Nghe rõ chưa? Mọi người đều muốn tốt cho cậu mà thôi. Hàng đồng cản tranh thủ khuyên, tôi không nói tới an bài của cha cậu nữa, nếu không có, cậu tới duệ sĩ thử xem, dù gì người ta có công ty con khắp cả nước, mười mấy thành phố lớn đều có chi nhánh, danh tiếng lớn. Làm việc công ty lớn cơ hội nhiều hơn ở mấy quán nhỏ như chúng tôi. Nghề này cậu làm được đấy, không cần bằng cấp hay trình độ ngoại ngữ, cậu có mắt nhìn người, lại giỏi ứng biến, lắm trò, biết đâu cậu lại làm ra thành tựu ấy chứ. Không đi thì cậu làm gì, lại như mọi năm, được ngày nào hay ngày đấy à. Tôi cũng đang quy hoạch cuộc đời đấy chứ. Nhưng lúc còn trẻ làm nhiều một chút, kiếm chút tiền, đợi năm ba không tuổi thì tự mở cái quán nhỏ, 40 tuổi nghỉ hưu, 50 tuổi dưỡng lão không thiếu tiền. Sao lại nói là sống qua ngày? Soái lãng gập cuốn sổ tay lại, bắt đầu diễn giảng, lão đại, đừng hỏi tôi tính chuyện tương lai ra sao, anh thì thế nào? Anh đã nghĩ chưa, dù anh từ thực tập lên được phóng viên chính thức thì sao nào? Một tháng vài nghìn, thêm ít tiền tăng ca sai bảo người ta như gia súc, có ý nghĩa gì chứ? Anh nhìn lại anh đi, mới thức đêm vài năm mà giờ sức khỏe kém thế nào? Chống đẩy được 10 cái không? Tôi thấy cứ thế này anh không cần nghĩ tới dưỡng lão nữa rồi. Mà cái tòa báo của anh chỉ là nhánh nhỏ, khác gì sạp hàng bầy lề đường, không chừng mai đổ bể luôn ấy, tôi thấy anh nên theo tôi làm mới đúng, tranh thủ có chút tích lũy mà dưỡng già. Hàng đồng cản tức tới mắt chỉ còn lòng trắng, chỉ mặt soái lãng không nói ra mời. Nói xong lão đại, xoái lãng lại quay sang hai thằng đồng phạm, mông bự, so với hai người kia, mày có tiền đồ hơn hẳn đấy, vì sao? Bọn họ còn một chút lương tâm, mày thì đến chút cặn cũng không còn. Phát, anh nói em thế à, chúng ta thì khác gì nhau. Điền viên nghe không lọt tai nữa. Không phải anh mắng mày, mà anh nói mày có tiềm chất thành công nhất đấy. Từ khi mày vứt bỏ thể diện đi bán linh kiện máy tính, anh thấy cánh cửa thành công mở ra với mày rồi. Soái lãng cười thiện chí, xong anh thấy mày chọn nghề không đúng rồi, không nên khuất mình dưới người ta như thế. Không đúng chỗ nào. Thế anh nói phải làm sao? Theo anh chứ còn sao nữa, anh thấy mày béo mũm mỉm, ba vòng bằng nhau, mày thấy có giống chai đồ uống không? mặc thêm cái áo của nhà phân phối, trực tiếp hóa thân thành biển quảng cáo sống. Xì. Sao lại không làm chứ, mỗi tháng kiếm hơn bây giờ hai ba lần đấy. Không đi, theo anh tổn thương tự tôn lắm. Điền viên bị soái lãng nói cho đỏ mặt tía tai, ông bác mì đi ra khỏi phòng. soái lãng chẳng giữ lại, ánh mắt chiều vào bình quả đang cười đẻo thằng bạn, quả nhi, nghe anh nói này, thực ra năm nay anh định làm lớn đấy, không phải cò con như mọi năm đây, hiện không thiếu gì cả, chỉ thiếu người thôi. Nếu không mày đừng làm quảng cáo nữa, theo anh bán nước giải khác đi, sáng nay ông chủ bị gọi điện cho anh rồi, anh định kiểm một mẻ. Được bao nhiêu? Bình quả vốn không muốn làm việc mất nhân phẩm đó đâu, nhưng mà nghe tới tiền nên hỏi chút, hỏi thôi mà, chết ai đâu. Vài vạn, làm ba tháng bằng tiền lương cả năm. Soái lãng nói vọng ra ngoài, mông bự, có đi không, bằng vào cái mồm không biết mệt của mày, kiếm hơi bị được đấy. Thôi đi, mùa hè cũng là mùa tiêu thụ vàng của máy vi tính, không đi. Điền viên từ chối dứt khoát. Soái lãng dụ dỗ, quả nhi, mày đừng có suốt ngày mãi mê tán phép mới mấy cô bé, tranh thủ kiếm ít tiền mai này về quê sửa lại nhà cưới vợ mới là chính đạo. Mày thật thà mỗi tháng kiếm 2-3 nghìn đồng, thích uống nước quả cũng không dám, toàn đợi anh mua rồi uống miễn phí, sao phải sống khổ thế? Đi theo anh đi, làm trợ thủ cho anh em thấy thôi đi anh làm việc khiếp lắm trời nóng cháy da thế này mà ngày ngày chạy đi chạy lại ngoài đường một ngày lột mấy lớp da cho đủ em không chịu nổi bình quả nhìn cơ bắp đen như thép nguội của soái lãng mà khiếp mỗi năm tới mùa này soái lãng lại đen thêm vài phần tiền kiếm cũng khiếp đấy nhưng không phải người thường chịu nổi sợ nhị ca lại rủ rê nên chùng trước hai đứa chạy rồi chỉ còn lại hàng lão đại hắn tất nhiên không chịu làm việc này soái lãng thất vọng vỗ đùi anh em với nhau sao không có ai chúng chí hướng với tôi chứ? Lão đại, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi thừa biết ý anh, anh tích cực tác hợp cho tôi với công ty duệ sĩ kia vì muốn nhân cơ hội này để nối lại tình xưa với lôi hân lôi chứ gì? Vô ích thôi, lão đại, anh không rút tí kinh nghiệm nào sao? Phải có chút cơ sở kinh tế rồi hãy nói chuyện tình cảm, nếu không anh làm gì cũng phí hoài thôi, với thu nhập bây giờ của anh, tối đa chỉ đủ để làm chút tình một đêm, khỏi mơ tới lâu dài hay là anh từ chức đi, hai ta làm cùng nhau. Anh cẩn thận, làm quản lý được đấy, vừa vạn mặt này tôi kém. Thôi, tôi không khuyên nổi cậu, cậu cứ làm theo ý mình đi. Hàng đồng cản đứng dậy, ý tốt bị người ta cười nhạo, ai chịu nổi? Soái lãng giữ lại, đừng, lão đại, anh không thấy công việc sáng cấp cập đi, tối hết giờ về quá thiếu sáng tạo à? Anh không thấy suốt ngày sống dưới sai bảo của người khác vô vị à? anh hiểu lầm về cuộc sống ổn định rồi tòa báo của anh chẳng phải công vụ viên cũng chẳng phải biên chế sự nghiệp một tờ báo nhỏ giờ tồn tại gian nan anh không tự tìm lối ra cho mình tốt nhất là mấy anh em ta trói vào làm một keo này thua rồi thì cùng lắm làm công việc khác nhưng nếu vẫn tốt chút tích góp được ít gia sản khi đó kinh doanh đầu tư đều được lôi hân lôi theo đuổi anh anh còn đuổi đi ấy chứ ê đừng đi tôi chưa nói hết tôi thật lòng mời anh mà người thường tôi không thèm nhìn chúng đâu tốt nhất là cậu đừng nhìn chúng tôi hàng đồng cản dở khóc dở cười không thèm để ý lời dụ dỗ của soái lãng nữa vốn định khuyên y đừng đứng núi này trong núi nọ khuyên đi khuyên lại bị người ta nói cho dao động rồi đi hết rồi chả dụ được một ai soái lãng không thất vọng lắm muốn người khác bước ra khỏi vùng an toàn là không dễ dàng y cũng vậy thôi nếu không trải qua chuyện vừa rồi thì y hẳn cũng bị cuộc sống mài mòn lão già nói đúng không có cơ sở kinh tế chẳng làm được lão ấy cũng nói trí tuệ dân gian có thể làm lớn à soái lãng không nhớ rõ mấy câu triết lý đại khái là vậy lão gia nói y có thể làm việc lớn mà soái lãng đứng dậy mặc lên người bộ quần áo vài chục đồng hôm nay trời nóng mặc cái quần lửng rộng thùng thình đi dép lê ra ngoài điền viên lười về phòng ngủ bình quả đeo tai nghe chơi game say sưa hàng lão đại vẫn còn tính thư sinh đang ôm cuốn từ điển lớn không biết ra cái gì bốn người đều có cuộc sống riêng, không miễn cưỡng được. Soái lãng báo một câu rồi ra ngoài, vừa ra cửa sóng nhiệt ập vào mặt làm y phải cau mày, xem ra mùa hè năm nay kiếm tiền không dễ dàng rồi. Gần tới buổi trưa, bất kể là trong nhà hay ngoài đường chỉ có một cảm giác, nóng. Hai bên đường hàng cây cối xanh mương mướt, trơ tức người qua đường cuối đầu rảo bước, đến mặt đất tự hồ cũng bị nung cho bốc lên hơi nóng, từ đầu đường tới cuối đường. Khắp nơi là người đi đường ô che mặt mũ lưỡi trai. Thi thoảng ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà cao tầng làm người ta hoa mắt, tăng thêm vài phần bức bối trong lòng. Nóng. Quá nóng. Đối với thành phố hơn 7 triệu dân cư này, thời khắc khó sống nhất trong năm bắt đầu rồi. Ngoại thành phía Bắc, gần đường cao tốc, cuối đường Thụy Đạt, mấy chữ giải khát phi bằng treo ở nơi bắt mắt nhất trên cây bên đường, xe qua xe lại cách 1km vẫn thấy rõ ràng, chữ rất lớn, rất khí phách, thể hiện được khí thế của công ty này. Tòa lạc dưới tấm biển đó là địa điểm rộng hơn 30 mẫu, trong đó có tòa nhà cao 10 tầng và 12 kho hàng, đủ để áp đảo giới nước giải khác của Trung Châu. Sự thực thì nghiệp vụ nơi này không chỉ giới hạn ở Trung Châu nữa, toàn tỉnh có 8 thành phố, hơn trăm nguồn hàng đều tới từ nơi này. Gần trưa, đủ các loại xe vào công ty, từ trên xe xuống là người đi một mình, hoặc kết bạn với nhau, nam nhiều nữ ít, đa phần là trung niên, nhìn một cái là biết người có gia đình có sự nghiệp, họ nói khẩu âm trung châu là chính nữ trợ lý giám đốc tần nhiễm dẫn một nhóm nhân viên nghiệp vụ đón tiếp ở sảnh an bài người đưa lên phòng hội nghị mỗi năm trước khi mùa tiêu thụ tới công ty đều tổ chức một cuộc đại hội bán hàng sản phẩm mới đưa ra thị trường phân chia khu vực điều chỉnh giá cả chính sách ưu đãi đều giải quyết ở đại hội giữa công ty và nhà buôn tuy quan hệ lỏng lẻo không vì phi bằng trực tiếp phân khối hàng ở thiếu đi bóng dáng họ Ngược lại những người này mỗi năm tiêu thụ 1 phần 3 tổng lượng hàng của phi bằng, không thể xem nhẹ. Tổng cộng có 24 vị phần đông là khách hàng lâu năm, rất quen thuộc với tầng nhiễm, thậm chí có người tầng nhiễm nhớ đi từ xe Anto chuyển sang Passat, từ Passat sang Honda, hôm nay lái Mercedes tới rồi, gần như chứng kiến cả lịch sử phát triển. Chào hỏi lần lượt từng người, vị cuối cùng là Vương Chiến Cường tới từ khu Đông Tân, Nam, trên 20, đi chiếc xe Phú Khang, tươi cười bắt tay tầng nhiễm. Trợ lý Tần, sắp điều chỉnh giá cả hả? Không chỉ điều chỉnh giá cả thôi đâu, ông chủ Vương, năm ngoái anh mới gia nhập nên không hiểu tình hình, mỗi năm đều có đại hội bán hàng thế này, chẳng có chuyện gì cả đâu, tổng giám đốc Lâm muốn gặp mặt mọi người, mời khách hàng lớn ăn cơm, tăng cường liên hệ thôi. Mời. Tần Nhiễm đưa tay mời ông chủ Vương vào thang máy, ấn tầng 10, quay sang nở nụ cười nghề nghiệp, vị này là người mới nhưng chiếm cứ vị trí hoàng kim ở khu Đông Tân lượng tiêu thụ tăng vọt chen chân vào hàng ngũ khách hàng lớn tới khi nhận thiệp mời còn không biết sao mình thăng cấp rồi ông chủ vương khách khí tôi thì tính là khách hàng lớn gì chứ đều nhờ xung quanh có mấy cái trường học à phải rồi trợ lý tần tôi nghe nói chúng ta lấy được quyền đại lý đồ uống giấm táo rồi à đúng thế vốn quyền kinh doanh đại lý thuộc về tam lộc tam lộc xảy ra chuyện đại lý và kênh tiêu thụ kẹt mấy trăm vạn tiền hàng không bán đi được trả không xong sụp đổ trong một đêm ngành này của chúng ta, lên nhanh và đổ cũng nhanh. Mười năm qua có bao nhiêu thương hiệu sụp đổ, tôi chẳng nhớ rõ nữa. Tần nhiễm giải thích. Ông chủ vương không tự nhiên lắm, trong lòng thầm tính toán vụ làm ăn này có nên tham gia không, đúng như trợ lý Tần nói, nghề này phất lên nhanh, đổ cũng nhanh, mấy năm trước còn có thể mua nợ ở đại lý để giảm bớt áp lực tài chính, bây giờ đại bộ phận thành tiền trao cháo múc, đặc biệt vào vụ tiêu thụ, bất cần chút mất cả gia sản chẳng chơi lên tới tầng 10, Tần Nhiễm gọi nhân viên tới phân chia tài liệu cho khách hàng, không bao lâu sau Tổng Giám Đốc được thư ký tháp tùng tới nơi. Tổng Giám Đốc giống hầu hết các ông chủ lớn khác, bụng vệ, mặt béo tốt cười không thấy mắt đâu, vừa vào đã thân thiết chào hỏi Lão Lý, Lão Trần, quen thân lâu năm, được trợ lý giới thiệu, bắt tay người mới ông chủ vương, trò chuyện một lúc, làm ông chủ vương kích động lắm. Phải nói thế nào nhỉ, kỳ thực người càng có tiền tới mức độ nào đó, họ không hống hách thích khoe của như dân gian đồn, ngược lại đa phần khiêm tốn lịch sự, ngược lại người từ tầng dưới ngoi lên, từng chịu khổ cực mới càng có kiểu đó. Hàng huyên vài câu, chủ khách ngồi xuống, Vương Chiến Cường có ấn tượng rất tốt. Hội nghị bắt đầu, đơn giản thôi, phải đặt hàng 3 tháng, trợ lý tầng giới thiệu các thương hiệu vừa mới ký kết, đã có hết trong tờ tuyên truyền, có người đề xuất nghi vấn về giá cả, tranh thủ kéo dài thời gian thanh toán tiền. Trợ lý tầng có vẻ quen thuộc chuyện này lắm, luôn nói một câu giá của phi bằng là thấp nhất thị trường sau đó khéo léo chuyển sang chủ đề khác không khí chẳng sôi động chẳng buồn tẻ vương chiến cường cùng đồng nghiệp xung quanh nhỏ giọng bàn tán thống nhất nhận thức nói đi nói lại cái đại hội này chủ yếu là đại lý thăm dò bài tẩy của lái buôn lái buôn thì ước chừng hàng tồn kho của đại lý để ép giá cái nghề này từ đại lý tới kênh phân phối từ kênh phân phối ra thị trường cơ bản hình thành mô hình cố định chắc chắn nhiều thương hiệu đã có tiếng trong lòng người tiêu dùng căn bản không cần quá tốn sức tiếp thị, lợi nhuận ít, nhưng lượng nhiều. Thế nên bán được một cái là tiền ung ung về, kẹt hàng một cái cũng chết luôn được, lợi nhuận mỏng quá mà, không bù nổi số hàng tồn. Xung quanh bàn tán giá cả, rồi hỏi về sản phẩm mới, đòi hỏi ưu đãi, Vương Chiến Vương hứng thú với Tổng Giám Đốc Lâm nhiều hơn, vị này là nhân vật truyền kỳ trong giới rồi. Nghe nói Tổng Giám Đốc Lâm này 20 năm trước còn đẩy xe bán kem ngoài đường, có được ít tiền, nhân lúc thị trường giám sát chưa chặt, hàng giả hoành hành, mở xưởng nhỏ kiếm không ít. Rồi tới thời thương hiệu nước ngoài ùng ùng kéo vào trong nước, ông ta chuyển sang làm đại lý, làm ăn chính quy đàng hoàng. Không được vài năm, các nhà xưởng nhỏ sụp đổ, phi bằng cứ thế lên mãi, giờ tạo thành kênh tiêu thụ lớn, khiến người ta phải tới xin chén cơm. Đại hội tiến hành đơn giản, tới khi điền số lượng hàng ước chừng, Vương Chiến Cường châm trước một lúc, không dám báo nhiều, các trường học đang nghỉ hè, lượng tiêu thụ giảm mạnh mà lái buôn phân chia khống chế khu vực rất nghiêm nếu vượt địa bàn e là người ta cáo trạng lên tổng bộ lúc đó khó coi lắm điền xong còn cho rằng đại hội vậy là kết thúc không ngờ trợ lý tầng lại bê chồng tư liệu phân chia cho mọi người mới nhìn ngẩn ra nhìn lần nữa bật cười cười ha hả vì sao thế thư ký đi vào mang theo một đống đồ uống tổng giám đốc lâm cười khổ nói một nội dung hôm nay là triển lãm có câu trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận, chuyện này chúng ta không phục không được. Ví dụ Coca-Cola chỗ này làm cái dấu gạch ngắn, thành Coca-Cola, đúng là sức sáng tạo vô cùng. Phía dưới cười ha hả, nhìn thoáng qua cứ tưởng Coca-Cola, té ra là Coca-Cola, dầu gạch nhỏ, gần như mọi người bỏ qua hết. Còn cái này nữa, năm nay lưu hành ba bản. Tổng giám đốc Lâm dơ lên chai spy, à không phải, là Steve và Strito, mọi người xem giỏi chưa, cái này là Strito, chữ O gạch ngang một cái, nhìn xa như chữ E vậy, có bực không cơ chứ. Đây đây nữa, nước giải khát qua ha thành qua ca, ca thật đúng là. Cái chuyện này vốn làm người ta tức giận, nhưng mà bày ra ở trường hợp này, toàn người tinh minh, lại thành buồn cười. Đây nữa, kiện lực bảo thành kiện sực bảo. Mà những cái này chưa phải tệ nhất, cục công thương nam thành tháng trước ra ra một nơi làm giả Coca-Cola, dùng chai thu hồi cùng in nhãn giả. Mọi người chớ có cười, mấy thứ hàng giả hàng nhái này ăn của chúng ta gần một nghìn vạn lợi nhuận mỗi tháng. Mà chỉ riêng Trung Châu thôi đấy. Tổng giám đốc Lâm tung ra một con số quả nhiên khiến tiếng cười lắng xuống. Một người ở dưới lớn tiếng nói, Tổng giám đốc Lâm, chuyện này ai chẳng biết nhưng chúng ta có cách nào đâu, toàn là đám đẩy xe ba bánh bán khắp đường, chúng ta chẳng thể đi đuổi chúng. Đúng thế, loại hàng giả thế này giờ có cả dây chuyền sản xuất luôn, chống không nổi. Tôi biết loại Coca-Cola này, giá bán buôn một đồng, giá rẻ là chỗ dựa vững chắc, chỉ cần rẻ sẽ có người mua. Lại còn loại nước tinh khiết, bán khắp nơi, cả thương hiệu chưa bao giờ nghe thấy, làm nước khoáng của chúng tôi bán không nổi, mà trên nhau có năm hào. Nếu không có đám này phá đám, lợi nhuận của chúng ta tăng thêm 20-30% kỳ thực rất dễ dàng. Chúng ta có khả năng thiếu hàng, chứ đám đó chưa bao giờ có chữ thiếu đấu trả lại thế là không khí hội trường sôi nổi hơn hẳn mỗi người một câu phẫn nộ thì ít mà bất lực thì nhiều văn hóa hàng giả vĩ đại đã ăn sâu tới đủ mọi mặt cuộc sống nhìn quen rồi thành trơ lì huống hồ kinh doanh cái nghề này đa phần từ tiểu hộ đi lên thành đại hộ bao gồm phi bằng đều từng bán hàng giả cơ mà mọi người yên lặng yên lặng nào tổng giám đốc lâm khe khẽ gõ bàn ra hiệu đợi tất cả chú ý vào mình mới tiếp tục Tôi biết mọi người ghét cây ghét đắng thứ hàng giả hàng nhái này, nhưng chẳng làm gì được vì chúng hoành hành khắp nơi. Nói thật bao năm qua bị thứ hàng này làm sức đầu mẻ tráng, tôi cũng mất đi lòng tin rồi. Có điều bóng tối là tạm thời, ánh sáng mới là vĩnh viễn. Không giấu mọi người, 20 năm trước, cái xưởng nhỏ gia công sản phẩm của tôi cũng thuộc phạm trù hàng giả hàng nhái. Có điều cuối cùng vẫn đi về chính đạo, dựa vào lừa gạt bịp bợm sớm muộn sẽ lật thuyền thôi, Bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm đã rất nghiêm trọng rồi, bất kể là chính quyền hay dân càng ngày càng coi trọng. Nhưng cơ hội tốt này, chúng ta toàn thể hành động, làm sạch thị trường, điều này trăm lợi mà vô hại. Đạo lý to tác tôi không nói nữa, mùa hè năm nay công ty còn có một hành động lớn thông báo với mọi người. Dừng lại một chút khơi lên sự tò mò của mọi người, Tổng Giám đốc Lâm tung bài tẩy ra, giọng nói hùng hồn cổ vũ sĩ khí. Mọi người, đây là tin tức cốt, mùa hè năm nay Phi Bằng sẽ liên kết với các nhà máy lập một quỹ phần thưởng trị giá 100 vạn, chuyên môn đã kích hàng giả hàng nhái, công ty chúng tôi đã đạt thành nhận thức chung với Cục Công Thương, Cục Kiểm định Chất lượng, chỉ cần mọi người phát hiện nơi nghi có hàng giả, tuyệt đối không bỏ qua. Nói riêng với mọi người, tố cáo dây chuyền sản xuất, 10 vạn, tố cáo một cơ sở được 5 vạn, tố cáo một kẻ buôn bán hàng giả, thưởng một vạn. Phát hiện một chai đồ uống giả, chúng ta mua lại theo giá thị trường khoản tiền này tôi muốn tặng cho các vị để mùa hè năm sau mọi người tham dự đại hội đều bằng xe audi mọi người có lòng tin không một người hưng phấn đứng dậy vỗ tay rồi hai người cuối cùng hai mấy khách hàng lớn vỗ tay rào rào lòng tin gấp bội nghĩ tới hành động trọng đại như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới lượng tiêu thụ làm sạch không thể nào chỉ cần mọi người cùng hô hào làm thanh thế thật lớn thêm người mặc đồng phục ra mặt kết quả trực tiếp sẽ là tiêu thụ tăng vọt rồi thế là lượng đặt hàng tăng thêm 30%. Ở một góc khác của Trung Châu, một nơi chẳng hề bắt mắt, đi theo đường Thái Viên về phía nam, ở nơi tiếp giáp với ngoại lô, nơi nhà dân, đường cũ nằm kề sát với ruộng rau, với nhà kính, xoái lãng chuyển hai chuyến xe mới tới nơi. Rùa có đường của rùa, rắn có lối của rắn, loại người nào đi loại đường đấy, lão bì của xưởng đồ uống nhỏ cũng là quen qua đại ngưu khi học đại học thường lôi kéo xoái lãng giúp đỡ. Lúc vừa tốt nghiệp trong khoảng thời gian không nhà không nghề, Soái Lãng nghĩ tới nơi này, mùa thu năm đó cùng Trình Quải, Đại Ngưu, La Sách. Một đám anh em khu tập thể Đường Sắt khống chế cả thị trường Đường Sắt Thành Nam, gần như đem hàng của lão Bì bán sạch. Từ đó trong mắt lão Bì, Soái Lãng là chiêu bài vàng, địa vị không gì thay thế, tới mùa hè là tìm Soái Lãng trước tiên. Soái Lãng quen biết nhiều, lắm thủ đoạn, chưa từng làm lão Bì thất vọng đi theo con đường nhỏ nhà cửa hai ba tầng hàng quán lộn xộn nơi này là thôn hoa trại mấy năm trước sản xuất linh phụ kiện xe hơi nổi tiếng từ xe đắt tiền nước ngoài tới xe sản xuất trong nước thiếu gì cứ tới đây tìm đảm bảo có về sau mấy nhà máy lớn dân doanh lập nên người kinh doanh càng làm càng chính quy thế là mấy nhà xưởng nhỏ dần bị đào thải chỉ để lại những bức tường cao loang lỗ cánh cửa sắt hoen rỉ kế lại một thời từng huy hoàng à một trong nhà xưởng đó là nơi thường trú của lão bì Kế hoạch lớn của Soái Lãng năm nay bắt đầu từ đây, thật trùng hợp, cũng là lúc Phi Bằng đã kích hàng giả hàng nhái. Cửa sắt rỉ rồi, không thể gõ, chạm vào một cái là đầy rỉ sắt, Soái Lãng chẳng khách khí co chân đá vài cái, bên trong liền hô tới đây, tới đây, chính là cái giọng oang oang của lão bì. Nơi này diện tích vài mẫu, gần ngoại ô, thích hợp hành nghề cơ động, trong tay lão bì có năm sáu tên thủ hạ, xe 7 8 cái, toàn là xe đạp ba bánh chính nhờ đội quân du kích này mà vượt qua cục công thương thành quản làm giàu trầm một cái cửa ra một nam nhân râu ria đầy mặt lông mày chổi xề mắt to mồm rộng đứng đó vừa thấy soái lãng mừng rỡ ôm chầm lấy như gặp lại anh em mất tích lâu ngày úi úi đợi cậu mãi thôi hai tuần liền không tìm thấy cậu hỏi ai cũng không biết còn không tìm được cậu thì chuyến này tới trung châu phí công rồi buông ra nóng soái lãng thoát khỏi vòng tay của lão bì đừng nói lời buồn nôn nữa, mà anh cũng hơn 40 rồi, không thể bơn bớt chút đi à, tiền kiếm bao nhiêu cho đủ. Lão bị cực kỳ khoan dung với soái lãng, thì cậu nói đấy thôi, tiền mà, bao nhiêu cho đủ chứ. Vậy năm nay anh chuẩn bị kiếm bao nhiêu đây? Hề hề, cái này phải xem cậu. Nói thật nhé, tôi không muốn làm cái việc này nữa, kiếm đồng tiền mà giật mình thon thót. Soái lãng làm ra vẻ chẳng mấy nhiệt tình. Lão bị đang nghe truyện trên TV audio CV cười nịnh, đừng, đừng mà, chúng ta có bán hàng giả hàng nhái đâu, tuy là nhà xưởng nhỏ, nhưng lợi nhuận khả quan. Thôi đi, hàng của anh còn bán chẳng bằng hàng giả hàng nhái, đầu năm là Úc đắc tư, cuối năm Úc để lợi. Mỗi năm thay tên một lần, lượng tiêu thụ lên được mới lạ. Thì vẫn hơn Strito, Spy, Coca-Cola, đi đưa hàng cứ như đi ăn trộm, chỗ chúng ta dù sao cũng là kinh doanh hợp pháp hợp pháp hay không hợp pháp tự anh biết hàng hết hạn cũng tính là hợp pháp à hì hì người nhà cả vạch mặt nhau làm gì lão bị mặt dày mày dạng cười hì hì đó là nguyên nhân soái lãng thích hắn lúc nào cũng cười được tuổi nhiều hơn y gấp đôi chẳng để ý trên dưới gì hết rất thoải mái tán gẫu vài câu hai người đi vào sân trong sân đổ hai xe hàng hai kho hàng đóng cửa nơi ở cũng là một kho hàng vén rèm đi vào chào hỏi mấy người đưa hàng quen biết năm người tụ tập quanh cái bàn lớn đó là đội ngũ của lão bì sắc mặt không tốt lắm làm soái lãng không yên tâm về lý luận với thời tiết này thì không nên có bộ mặt như thế trời càng nóng thì càng vui mới đúng chứ sao thế tiểu bì lão bì trừ lương cậu à soái lãng hỏi chàng trai mặt choắt cháu ngoại của lão bì nhưng hắn lắc đầu không đáp lão bì lấy ra một xấp giấy tờ đặt vào tay soái lãng xem đi giấy phép kinh doanh báo cáo kiểm định chất lượng giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm riêng đóng giấy tờ này tồn của tôi nửa năm đấy chà anh trở thành công dân tuân thủ pháp luật rồi thật hiếm có soái lãng trêu ghẹo vốn tới đây trả lời là không muốn làm chuyện bán hàng giả nữa nhưng mà nghe lão bị nói có giấy tờ rồi liền xem thật kỹ đúng là đủ cả nói tới tuân thủ pháp luật lão bị cũng chẳng thấy vẻ vang hơn không tuân thủ không được bây giờ ra gắt lắm cứ đánh du kích mãi không ổn nên năm nay tôi tổ chức thành xí nghiệp hợp pháp rồi, đăng ký thành lập cơ cấu tiêu thụ ở đây. Thôi thôi thôi, đừng bốc phép, lại còn cơ cấu tiêu thụ. Xoái lãng trơ một câu, lật xem photocopy giấy phép kinh doanh, tới một giới thiệu sản phẩm, kinh ngạc thốt lên, sao lại lấy cái tên này? Ác nhĩ mã không hay à? Sao anh không đặt luôn là ốc nhĩ ốc đi cho rồi? Nói cái này làm gì, đồ anh mày làm ra rồi, chẳng lẽ đem sửa được? Cho tôi xem nào nếu là bán hàng thật kinh doanh đàng hoàng soái lãng cũng muốn xem thử ai mà muốn cả đời làm kẻ bán hàng giả lão bị ra hiệu cho thủ hạ chớp mắt lấy từ kho hàng ra vài chai tiểu bị đặt lên bàn chủng loại rất đầy đủ hai loại nước có ga bốn loại nước hoa quả hai loại sữa sáu loại nước ép trước kia lão bị đều kinh doanh mấy loại chai lọ bề ngoài gần giống coca cola spy qua cáp cáp tra lỏng một chút thì thay đổi chút liền thành thương hiệu nổi tiếng ra gắt chút thì lại dùng thương hiệu nào đó sống tạm qua ngày. Bây giờ kiểu dáng chai hoàn toàn mới, thành chai miệng lục lăng rồi, té ra là muốn tạo thương hiệu cơ đấy, mà loại thương hiệu không có cơ sở thị trường thì bán còn khó hơn đồ giả. Thế nên xoái lãng nhìn ngang nhìn dọc nhìn lên nhìn xuống hít hơi như đau răng. Lão bị vội vàng bốc phép, năm nay chúng tôi dùng mức lương cao mời mấy kỹ thuật viên gia nhập, đưa ra mười mấy loại đồ uống, sau này còn có giấm táo, nước lê, sữa chua lợi khuẩn nửa cơ, về mặt tiêu thụ cũng bỏ công sức rất lớn giám đốc nhà máy biết tôi nhiều bạn bè nên giao quyền đại lý trung châu cho tôi thế nào đi theo huynh để sáng nghiệp đi tương lai tạo nên thương hiệu dân tộc sản nghiệp địa phương chúng ta là nguyên lão lập quốc đúng không mọi người ai dè giới thiệu nhiệt tình như thế mà kết quả là chẳng ai hưởng ứng ậm ừ trong miệng cho có soái lãng nghe bọn họ phản ứng yếu ớt là biết tám thành quảng bá sản phẩm mới không hiệu quả rồi lão bị nhiệt tình như thế chẳng qua là vì muốn tìm chân chạy có ưu thế địa phương như mình soái lãng nhìn đám lão bị ăn mặc như nông dân lên thành phố lại nhìn chỗ ở lâm thời bàn gỗ kê sát nhau làm giường dù có tuyển công nhân tạm thời người ta nhìn cái cảnh này còn nghĩ xem đi làm có được trả tiền công hay không ưu thế chỉ được cái nguồn hàng sung túc hai cái kho chất đầy luôn tới mùa hè công việc nhiều lắm soái lãng lại quen việc rồi kiếm chỗ làm khác rất dễ thế nên có nên làm không đây soái lãng chần chừ đâu ngờ cái đội ngũ hàng giả nhận chiêu an quay về chính đạo nhưng chính đạo tan thương chẳng dễ đi thế nào cậu nói một câu đi chứ soái lãng chúng ta hợp tác với nhau mấy năm rồi tôi chỉ đợi cậu thôi đấy người bình thường tôi chẳng thèm dùng lão bị làm ra vẻ cầu hiền tài như khát nước chỉ đợi soái lãng cắn câu tôi không phải người bình thường câu này đúng nhưng cái thương hiệu của anh quá bình thường soái lãng đâu dễ bị người ta ba hoa qua mặt lão bị ra ngoài kiếm cơm toàn bằng vào cái miệng này đấy xấu có thể nói thành tốt cái thứ đồ uống một đồng hai này trong miệng hắn thành thứ vương khỏi châu á nổi danh toàn cầu lão bị làm ra vẻ tức giận không tán đồng thái sơn cũng là do đá mà thành thương hiệu danh tiếng nhờ miệng thổi phòng mà ra 20 năm trước ai biết Coca-Cola rồi 100 năm trước người địa cầu ai uống nước giải khát trong chai, toàn uống nước sôi thương hiệu chính vì bình thường mới có cơ hội cho chúng ta, chứ hàng thương hiệu lớn vừa bán ra người ta tranh nhau giành giật hàng rồi, làm gì tới phần chúng ta. Tôi nói này soái lãng, đây là cơ hội phát tài, cậu không làm đừng hối hận. Được rồi. Các anh cứ phát tài đi, tôi hối hận cũng được. soái lãng đứng dậy bỏ đi. Ái già, bốc phép quá đà, hỏng chuyện mất rồi, lão bị vội vàng chạy theo, tranh thủ đá thằng cháu ngoại đang cười trộm, này này này, đợi đã, sao lại nói thế chứ, chưa ăn đã đi à, buổi trưa còn định mời cậu ăn một bữa đây. Làm ăn không thành tình cảm còn đó cơ mà. Đừng đi, đừng đi, đông đông, ra quán mì ngoài cửa gọi món đi, lấy thêm vài món chiêu đãi anh xoái lãng. Nào nào, soái lãng, cả năm mới gặp, ở lại nói chuyện với anh vài câu chứ. Nửa ngày trời anh nói luôn mồm, làm gì có chỗ cho tôi nói. Ấy, vậy cậu nói đi, cậu nói đi, tôi nghe. Tôi nói gì đây? Không phải tôi không làm, nhưng anh chưa nói thật một câu nào, vậy tôi làm cái gì? Soái lãng chất vấn. Sao lại bảo là không nói thật, thương hiệu ác nhĩ mã này đã có mạng lưới tiêu thụ bảy tỉnh liên minh? À, ừm, lão bì định phép lát thì nhìn thái độ muốn ngáp ngủ của soái lãng, cười ngượng ngùng dừng lại. Soái lãng cố ý nói, lão bì, sản phẩm tốt thế này anh phát tài đi, chỗ anh em tôi ngại cướp miếng ăn của anh vậy năm nay không hợp tác nữa nhé, các anh tự làm đi. Đừng mà, đừng mà, con người cậu thật là, giá cả có thể thương lượng. Giá cả tất nhiên là có thể thương lượng, nhưng mà sản phẩm thì nói cho tử tế, đừng bốc phép, làm như tôi nhờ vào anh mà làm giàu, nợ anh ân tình lớn lắm ấy. Được, được. Chúng ta cùng ngồi xuống thông thả tính kế. Lão bị vội vàng kéo xoái lãng ngồi lại kho hàng, gọi mấy thủ hạ pha trà rót nước, cả cơ cấu tiêu thụ chỉ có đúng cái bàn lành lặng, còn là thứ mua năm ngoái. soái lãng ngồi xuống vị trí làm việc của ông chủ bì địa điểm sập sệ sản phẩm tệ hại cùng nhân viên tiêu thụ chán đời y hỏi thẳng luôn nói lỗ bao nhiêu tiền rồi ai không qua được mắt cậu lão bì vỗ trán theo thói quen giơ ngón cái lên định soái lãng một cái thấy chiêu này vô hiệu cười gượng nói thật sớm biết thế đã không lên thuyền giặt vốn năm nay định bán như năm ngoái Tuy út địa lợi uống chả ra sao, nhưng mà làm giống coca, ít ra không lỗ được. Ông chủ nhà máy đồ uống da trấn sau Tết tìm tới tôi, biết tôi lang lộn ở Trung Châu mấy năm làm ăn rất tốt, bảo tôi tới Trung Châu tiếp thị sản phẩm nhà máy. Nói thật với cậu, mấy năm qua bán toàn thứ hàng giả, tôi cũng thấy lương tâm bất an lắm, lần này ác nhĩ mã hay dở gì cũng là sản phẩm đàng hoàng có thủ tục đầy đủ, nhà mày cũng chính quy, tôi nóng máu lên đồng ý. Chuyện này soái lãng có chút đồng cảm, lúc cùng đường làm kiếm tiền nuôi thân còn thuyết phục được bản thân chứ phát tài bằng thứ hàng giả này ai có chút lương tâm cũng không muốn tuy thế lão bị nói thật hay không thì đợi xét lão bị không thấy soái lãng phản ứng tiếp tục than thở nhà máy ủng hộ lắm lấy hàng trước trả tiền sau tôi cũng chuẩn bị làm nên một phen sự nghiệp nào ngờ tới nơi mới biết năm nay còn khó sống hơn năm ngoái vừa mới tới gặp phải đợt truy quét hàng giả người ta thiếu chút nữa niêm phong kho hàng bán hàng giả nhiều quá, người ta không tin tôi bán hàng thật nữa, bỏ mấy nghìn mới lo lót được ở cục công thương. xong hết thủ tục rồi bắt đầu đưa hàng, ai ngờ càng thảm. trước kia từ đường Thái Viên tới Đại lộ Trung Châu, mấy chục quán đồ uống, quầy giải khác, mỗi ngày bán mấy chục kiện hàng không thành vấn đề, chỉ hai ngày là xoay vòng hàng, ai ngờ bán được bao nhiêu? Soái lãng hỏi mà thấp thỏm thay. bán được mấy chục chai, không đủ cả tiền xăng tiền cơm lão bị mặt như đưa đám. Ha 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 ha, xoái lãng cười phá lên, vỗ đùi đen đét, giả sử bán ít ít chút thì y thương cảm cho hắn, nhưng thảm quá cỡ thảm này nó lại thành chuyện cười. Nhưng người trong cuộc thì cười không nổi, lão bị vỗ bàn chỉ trích, tôi nói cậu nhé, mấy năm qua tôi có bạc đãi cậu đâu, sao cậu nhìn tôi gặp xui xẻo lại còn cười được. Tổng cộng mọi chi tiêu, ít ra mất 10 vạn vào đó rồi. Đáng đời. Ai ngờ soái lãng đập bàn lại, anh không bạc đãi tôi thế tôi xử tệ với anh à, dù thế nào tôi bỏ công, anh hưởng phần lớn. Mọi năm tới tháng 3 anh đã đánh tiếng với tôi, để tôi làm trống lịch trước. Tháng 3 năm nay anh im như thóc, chẳng qua là nghĩ có vụ làm ăn tốt, nên không cần tôi, tự nuốt hết, giờ nuốt không trôi mới nhớ tới tôi, tình cảm quá nhỉ. Tôi vừa vào cửa đã một tấc lên trời ý đồ lừa tôi, giờ lừa không nổi mang tình cảm ra nói. Anh nhờ vả người ta thì nói năng tử tế, không chừng tôi còn giúp anh anh vừa lên mặt lại làm như tính bán ân tình cho tôi tôi nợ gì anh chắc không nợ không nợ gì cả người anh em đừng giận hại người nào nào gian đầu mày mang vài cái cốc tới đây lão bị thấy soái lãng nổi giận là nhũng ngay gọi thủ hạ mang cốc tới rót vài loại nước quả có ga cậu nếm thử xem tôi cũng tới nhà máy khảo sát rồi chứ chất lượng thực sự không tệ so với mấy thứ vớ vẫn chúng ta bán mấy năm qua thì tốt hơn nhiều tôi cũng nghĩ chẳng lẽ nào cả đời đi bán hàng giả, nên mới chọn nhà máy chính quy đàng hoàng. Ai ngờ vấp ngã thế này. Nào nào cậu uống thử đi, tôi đảm bảo, người ta uống một lần sẽ muốn uống lần nữa, chỉ cần chúng ta làm người ta chịu nhập hàng, thế nào cũng kiếm lớn. soái lãng nếm thử vài loại đồ uống ác nhĩ mã mà lão bị mang tới, nước có ga tê tê, nước ép nguyên vị tạm tạm, thực ra y cũng không sành nên uống không nhận ra nhiều lắm, xong đồ uống không có vị gì lạ uống xong không thấy lợ miệng như uống đồ dùng đường hóa học nói chung là soái lãng thấy rất được vị nào ra vị nấy hơn đứt khối thứ đồ uống trên thị trường rồi song hương vị là một phần quan trọng không ở chất lượng hiện giờ làm ăn rượu ngon cũng sợ ngõ quá sâu nhà máy nhỏ không đầu tư quảng cáo không có danh tiếng nói gì cũng phí công lão bì anh biết vì sao anh không bán được không thỉnh giáo thỉnh giáo lão bì làm vẻ mặt khiêm tốn Bây giờ an toàn thực phẩm thành lo lắng của nhà nhà rồi, cả thương hiệu có tiếng còn thường xuyên bị lên án, huống gì sản phẩm nhà máy nhỏ vô danh. Ai tự nhiên đi mua thứ lạ hoắc để uống. Hơn nửa giờ thị trường đồ uống, thương hiệu có tiếng phải trên trăm loại, mạng lưới bao trùm cả tỉnh, bao năm qua người ta hoàn thiện lắm rồi, từ nhà máy tới đại lý, từ đại lý tới kênh tiêu thụ, rồi tới nhà hàng, quán xá. Liên kết ngày càng chặt. Còn anh, chẳng có cái quái gì cả vẫn bán như đi bán đồ giả, anh nghĩ được không? Soái lãng nói một hồi thấy lão bị chớp mắt như khó hiểu lắm, chửi kèm vài câu, nói tóm lại trước kia lão bị đá bóng phủi không tệ, đá rất thuận chân, nghĩ mình đá siêu lắm, đến khi ra sân bóng chính quy, anh vẫn mang cách đá phủi ra áp dụng, không dập mặt mới lạ. Tôi cũng biết là không được. Lão bị nịnh, nhưng không phải còn có cậu à, cậu mà không xong, cùng lắm tôi trả hàng rút lui. Sao anh không nghe ra nhỉ, tôi không bảo không được mà là anh có vấn đề tôi có vấn đề gì trước kia đúng là có nhưng bây giờ tôi buôn bán đàng hoàng chính quy thì có vấn đề gì soái lãng vào đầu sai rồi trước kia anh là tên bán hàng giả như thế không có vấn đề giờ anh đi chính đạo nên có vấn đề anh không hiểu quy tắc cuộc chơi chính đạo vậy thì làm thế nào lão bị gật đầu thì tôi không hiểu nên mới tìm cậu đấy anh anh quanh đi quẩn lại anh chuẩn bị ăn vạ tôi đấy à soái lãng vừa bực vừa buồn cười tên này thành tinh rồi làm ăn tử tế thì không biết mấy thủ đoạn lại rành nhất định muốn kéo soái lãng nhập cuộc nếu hai năm trước y còn ngây ngô chiêu này ăn thua bây giờ chẳng biết ai gian hơn ai cơ mà nói tới làm ăn tử tế thì soái lãng cũng có biết đâu y chỉ có đầy một bụng thủ đoạn thôi anh thế này tôi chẳng yên tâm hợp tác cuối cùng tất cả thành tôi gánh hết à ai chơi như thế tôi nói luôn cho cậu biết lợi nhuận không kém hàng giả đâu, chiếc khấu giá cực cao, một chai bán lẻ 2 đồng, giá đại lý 16 đồng 9, trăm két trở lên giá bán buôn mới 18 đồng 3, cậu mà mang bán lẻ tha hồ lãi. Lão bị xuề bài nhìn sắc mặt xoái lãng, kỳ thực lợi nhuận đồ uống rất mỏng, mỗi két 24 chai, tình bình quân mỗi chai chưa tới 1 đồng, bán lẻ 2 đồng, lợi nhuận 1 đồng là đủ thao tác rồi. Vẫn chẳng có phản ứng gì, mặt xoái lãng trơ như đá, thầm mắng, thằng nhãi này tâm tư ngày một sâu rồi. Lão bị nhớ mời đầu gặp soái lãng, bỏ ra năm sáu chục đồng là nó làm hì hục cả ngày rồi, hai năm trước dưới 80 đồng không làm, năm trước thì phải chia phần trăm mới chịu, đến năm nay lại thăng cấp. Cho không gian lợi nhuận lớn thế rồi vẫn không động lòng. Cứ đá này, năm sau chắc phải mời nó làm cha mình nó mới chịu làm. Lão bì. Mãi lâu sau soái lãng mới đủng đỉnh lên tiếng, rất nghiêm túc, anh nói thật đi, anh định làm đại lý lâu dài, hay là làm một vụ, năm sau lại đổi. Đương nhiên là làm đại lý lâu dài, năm nay anh mày trên 40 rồi, chẳng lẽ cứ chạy đông chạy tây đánh du kích mãi. Trong tay có cái đại lý ổn định chút, tuổi anh phải tính lâu dài chứ. Lão bì nói với vẻ mặt rất bất đắc dĩ, không còn trẻ nữa rồi, dũng khí không còn, lựa chọn cũng ít đi. Được, vậy dựa theo giá đại lý bán hết cho tôi, năm nay tôi làm. Soái Lãng đột nhiên tuyên bố ngông cuồng, lão bị nghẹn họng luôn vốn nói giá đại lý ra là thiện chí ai ngờ soái lãng há mồm ra là nuốt hết không để lại chút xương nào cho mình không chỉ giá đại lý còn cả xe người kho đều thuộc về tôi nếu không khỏi bàn soái lãng như thấy chưa đủ thêm một câu cậu cậu sao cậu không nuốt luôn bộ xương già của tôi luôn đi lão bị đùng đùng nổi giận hóa ra không cần đợi năm sau năm nay nó đã muốn làm cha mình bộ xương của anh thì ai tiêu hóa nổi, điều kiện là thế đấy, dù sao thì anh cũng lỗ chắc rồi, không bằng giao cho tôi. Soái lãng nhạt nhẽo đáp. Đương nhiên là phải giao cho cậu, nhưng cậu ít nhiều để cho tôi một chút, chẳng thể để tôi còn lại nắm xương tàn thôi chứ. Trắng không xong, lão bị mặt dày cầu khẩn, ít thôi, một ít thôi, mỗi chai năm hào là được, xe, người, kho đều cho cậu dùng, ngay chi phí gốc chuyển vào đây cậu đã kiếm rồi còn gì không thể nào tôi nhập hàng cậu kiếm tiền, không để cho tôi xu nào chứ. Trước mặt đồng tiền không có giao tình, nhưng vì tiền phải lôi kéo giao tình, lão bị hạ mình hết cỡ, nhưng tim soái lãng đúc bằng thép, lắc đầu ngay, miễn bàn. Anh đừng vờ đáng thương với tôi, vụ này nếu tôi lật được cờ, cái hợp đồng đại lý của anh liền trở nên đáng giá, tôi kiếm được một năm, còn anh kiếm dài dài. Còn nữa, tôi không tin 16 đồng chính là giá đại lý, trong đó tăng thêm bao nhiêu rồi, nhà máy còn chiết khấu cho anh bao nhiêu không thêm không thêm xu nào hết nếu thêm một xu sếp đánh tôi chết cậu làm cũng được có điều tiền hàng phải trả trước hai kho năm nghìn két đã mười vạn lão bị không dám yêu cầu cao nữa soái lãng cười khẩy sợ tôi chạy hả không phải tôi cạn túi rồi bị số hàng này ép muốn điên rồi lão bị tiếp tục ca bài đáng thương không có tiền đâu soái lãng trả lời rất đanh thép sau đó dưỡng dưng nhìn bộ dạng toàn thân ngứa ngáy khó chịu của lão bì, đến lúc y cũng xuề bài rồi. Không những không giao tiền hàng, mà tiền thu về tôi còn phải giữ một phần, đề phòng anh dở trò. Tôi biết anh không phải ngày một ngày hai, anh vốn chẳng tử tế gì, riêng hôm nay anh đã định bẫy tôi những hai lần, nếu tôi non nớt như một năm trước, thì người khóc hận là tôi, vì thế anh đừng mang bài giao tình vào đây. Tôi khắc anh, điều không hay tôi nói trước, tránh sau này không còn mặt mũi nào nhìn nhau bán không được bán không tốt tôi tự cuốn xéo anh chả mất cái gì nguồn hàng trong tay anh còn nếu anh thấy tôi bán tốt các nguồn hàng ép tôi đàm phán lại tôi lấy hết tiền đơn giản thế thôi đồng ý thì làm tôi tuyển thêm một nhóm nữa không chịu ăn trưa xong đường ai nấy đi tôi nói luôn cho anh biết thứ này tôi bán được tin hay không do anh lão bị gặp khó rồi nhìn về lý luận hắn cung cấp hàng theo giá đại lý còn tốn thêm xe người kho mà tiền chưa thể thu hồi về ngay được vụ làm ăn này nhìn kiểu gì hắn cũng lỗ nhưng mà lỗ thật không hình như không phải thế lão bị mấy lần muốn đuổi khách nhưng mỗi lần nhìn cái mặt vô cảm của soái lãng lại không nói ra được cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói làm buổi chiều 14 giờ tổng bộ phi bằng trợ lý tần nhiễm uống ngà ngà say quay về hôm nay tiệc mời 24 nhà buôn lớn trong bữa tiệc đích thân trợ lý tần tháp cùng tổng giám đốc lâm đi từng bàn mời rượu một mình tổng giám đốc lâm làm sao chịu nổi chừng đó người mời rượu thân là trợ lý cô phải uống thay kết quả tổng giám đốc lâm bị chuốt cho đầu óc ván vất giữa bữa tiệc ném lại cho trợ lý tần ứng phó kiếm cớ có việc trọng yếu chạy mất vừa về công ty một cái tần nhiễm chạy ngay vào phòng vệ sinh đóng cửa nôn thốc nôn tháo nôn hết ra rồi loạn choạng về văn phòng pha trà uống chưa tới giờ đi làm tổng giám đốc Lâm cho thư ký tới dục đưa bản kế hoạch lên. Trợ lý Tần cùng thư ký mang kế hoạch tới phòng tổng giám đốc báo cáo. Tháng 5 năm ngoái, lượng tiêu thụ bình quân 8.000 két, chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết, các loại nước có ga chiếm 65%, nước ép chiếm 23%. Hiện giờ hàng tồn kho là 14 vạn 6.000 két, miễn cưỡng duy trì được tới trung tuần tháng này. Trừ Trung Châu ra thì các nơi không cần báo cáo cái này. Hôm nay họ đặt hàng bao nhiêu? Tổng giám đốc Lâm cắt ngang hỏi. Đặt trước tháng này là 42 vạn két, có điều tôi nghĩ bọn họ không tiêu thụ được nhiều như thế đâu, khi giao tiền lấy hàng thế nào cũng lại kiếm lý do để lấy hàng theo từng đợt. Trợ lý Tần cẩn thận nói. Tổng giám đốc Lâm nghe xong trầm ngâm, khe khẽ lắc đầu, hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh thần phấn chấn chiều nay. Kỳ thực là trợ lý, Tần nhiễm cũng biết, bây giờ đừng hồng có ai có thể thao túng thị trường này, chế độ đại lý cũng có một đống vấn đề, ví dụ như Nam Bắc tỉnh kỳ thị lẫn nhau, không nhập hàng trong tỉnh mà nhập hàng từ tỉnh bên. Mặc dù nói là phân chia khu vực rõ ràng, nhưng thực tế, giữa các đại lý tỉnh với nhau, vì tiêu thụ thêm hàng, thường xuyên vượt địa bàn, chuyện này có kiện lên nhà sản xuất cũng chẳng đi tới đâu. Mục đích Tổng Giám Đốc Lâm mời đại hộ tới dự đại hội là như thế, sợ đám người kia có đường của mình tự nhập hàng, hoặc là chê lợi nhuận thấp đi nhập hàng của thương hiệu khác. Tóm lại bây giờ thị trường mở, sản phẩm cùng loại để lựa chọn nhiều lắm, đôi khi người tiêu thụ phía dưới còn bắt nạt đại lý cấp trên. Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy mấy đại hộ dưới cờ chúng ta vẫn còn được, dù sao hợp tác nhiều năm rồi, mục tiêu mùa hè năm nay hẳn không khó thực hiện. Tần nhiễm an ủi cấp trên. Dù không hoàn thành được mục tiêu, bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi. Tôi đang lo đám đại hộ này đấy, quá tệ mà, ai cho ít lợi ích thì chạy theo kẻ đó, Giá đâu rẻ hơn tới đó nhập hàng, căn bản không có tí chữ tính nào hết, tổng giám đốc Lâm lắc đầu liên hồi. Cô Triệu tập bên tuần tra thị trường và bên giao hàng mở cuộc họp, phải nhấn mạnh, phát hiện ra điều gì khác thường là phải phản hồi ngay, chú ý động tĩnh của họ. Bất kể họ có hành động gì, rút thưởng, khuyến mãi, giảm giá, có là phải báo ngay. Năm ngoài thị trường của chúng ta bị hai đại lý của Pepsi và Khả Hỷ cướp mất không ít giờ chỉ còn chiếm trên 40% một chút ở trung châu, nếu mất thêm 10% nữa, vị trí long đầu của chúng ta không còn. Nhất định không thể đánh mất. Thời đại dựa vào một hai thương hiệu có tiếng lũng đoạn thị trường qua rồi, mà càng là thương hiệu có tiếng thì không gian lợi nhuận càng nhỏ. Ngược lại, những thương hiệu hạng 2, hạng 3, thậm chí chẳng mấy ai biết tới lại lợi nhuận rất cao, không gian thao tác linh hoạt, liên tục thay đổi thủ đoạn xuất chiêu. Lại thêm kênh phân phối các đại lý đấu đá với nhau làm mỗi khi vào mùa làm thị trường nóng hơn cả nhiệt độ vâng tôi biết tôi sẽ mau chóng an bài trợ lý tần đáp lời đúng rồi còn chuyện giả mạo cô và cục công thương kết nối chặt chẽ chút phải tra ra một hai kẻ làm gương thứ này còn tốt hơn quảng cáo giám sát mật thiết những thương hiệu đồ uống vào trung châu ngàn vạn lần chớ để sơ ý mất kinh châu cuộc sống và kinh doanh đều xoay quanh ăn ăn uống uống Cùng lúc đó trên đường Thái Viên, ở một cái quán mì tử tế duy nhất treo biển hiệu, một đám người được soái lãng triệu tập tới cũng ăn uống no say rồi, mời khách là lão bì, mà những vị khách có thể mang lại lợi ích đó là ai vậy? Ở bên cạnh là soái lãng thì không phải nói nữa, bên cạnh soái lãng là đại ngưu tráng lồi, kiếm sống ở ga tàu, chính là tên giúp soái lãng mời bọn bán thẻ tới sau đó là bắt trọn ổ. Bên cạnh đại ngưu là trình quải, một mình chiếm hai chỗ ngồi, mang cả bát thịt kho lên hắn cầm cả bát, chỉ lo ăn không nói gì cả cũng không phải người lạ lần trước soái lãng dẫn phương hủy đình và tiểu một đi bắt bọn đa cấp tiện thể xẻo hắn hai vạn một người nữa cao ráo đẹp trai chưa thấy bao giờ được soái lãng gọi là tiểu la sách tên tóc vàng thì dễ nhớ rồi lão hoàng ấy mà cả bốn tên này đều là anh em lớn lên cùng soái lãng trong tiểu khu đường sắt năm tên có biệt danh trung nguyên ngũ hại danh chấn thiên hạ một thời thức ăn trên bàn vơi quá nữa bia đã uống hai két Thế mà còn định sắn tay áo lên uống tiếp, trong bữa cơm xoái lãng chẳng nhắc gì tới công việc, chỉ nói kiếm một việc làm để anh em cùng kiếm tiền, đám kia chẳng bận tâm là việc gì, đồng ý luôn. Đồng ý rồi thì tiếp đó tất nhiên là ăn thôi, ăn tới khi có người xách quần chạy vào nhà vệ sinh mà chẳng có dấu hiệu gì muốn giải tán, lát sau xách quần về uống tiếp. Nói thật, giờ thì lão bị chột dạ thật rồi, chưa bán thêm được chai nào lại tốn thêm vài trăm, vụ làm ăn này sắp lỗ tới cái quần cũng chẳng còn trong tiếng còi hú dài tiếng máy móc sầm sập lẫn lộn vào đó tiếng người ồn ào nào là tiếng loa thông báo tiếng người gọi nhau tiếng nhân viên nhà ga chỉ huy cười cười nói nói kể cả nhiệt độ có cao cũng không làm nơi này có gì thay đổi ga tàu hỏa trung châu quanh năm suốt tháng luôn luôn huyên náo hỗn loạn như thế đấy tránh đường tránh đường nói anh đấy không nhìn thấy xe hành lý à trên sân ga một nam tự tráng nổi cả cục mắt to như đèn mày như mỏ chim, mặc đồng phục đường sắt, đứng ở sân ga trung tâm quát hành khách. Mọi người vội vàng né tránh, có người khó chịu, nhưng thấy hắn tướng tá giữ dằn đành thôi, bên cạnh người đó là xe hành lý nhỏ chạy điện, nhưng bên trên không phải hành lý mà là từng két đồ uống, người lái xe không biết là ai nhưng người bên cạnh viện vào lan can xe là xoái lãng. Này, lãnh đạo của các cậu oai nhỉ? Xoái lãng nhìn đại ngư vung tay quát tháo mở đường, ngông nghênh như sân sau nhà mình, cố ý hỏi chàng trai lái xe hành lý. Đương nhiên, ngưu đại ca của chúng tôi ngầu lắm, anh ấy có thể quản một nửa số chuyện mà giám đốc ga cũng chẳng làm nổi mà. Chàng trai tự hào nói. Bọn họ đang nói tới đại ngưu, tên thật của hắn là ngưu tất cường, một trong những tên bạn nối khố của soái lãng, tốt nghiệp cao trung xong, học hành quá bết bát quá, không muốn học lên nữa, lấy thân phận con cháu trong ngành vào công nhân vận chuyển đường sắt, giờ đã có 7 năm trong nghề lên tới vị trí đội trưởng đội công nhân vận chuyển rồi. Chớ xem thường vị đại ca công nhân này, đặc biệt là công nhân đường sắt, lại còn là tuyến đường sắt then chốt lưu lượng hàng ngày lên tới hàng vạn tấn hàng, không chỉ năng lực và cả quyền lực không nhỏ. Xem ra đại ngư ở nơi này thực sự có tiếng nói, thành nhân vật cấp đại ca rồi, ngay cả soái lãng cũng có cảm giác tục hậu so với anh em. Xe hành lý đi tới cuối toa tàu, còn chưa kiểm vé, đại ngư nhóm chân đập cửa sổ, cửa xe mở ngay ra, một nữ nhân trung tuổi, phốc người phốc pháp, mặc đồng phục đường sát nhảy xuống, chỉ xe hành lý, cái này à. Đúng rồi đấy, mau đưa hàng lên. Đại ngư quay đầu hô. Lái xe nhảy ngay xuống hùng hục vận chuyển lên tàu, xoái lãng giúp đỡ, nữ nhân kia nhìn thấy không đúng, mấy chai nước đều lạ hoắc, chưa thấy bao giờ, kéo đại ngư sang một bên, này, này thứ đồ uống gì thế? Sao chưa bao giờ nghe thấy? Để uống chứ có phải để nghe đâu đại ngưu bắt bẻ. Không phải, không phải, đã nói là Coca-Cola hay Fanta gì đó cơ mà, sao lại thành ác mã gì gì thế này? Nữ nhân kia không vui. Đại ngưu càng khó chịu, kén chọn cái gì, có gì bán đấy đi, đồ uống thôi chứ có gì đâu mà. Bán không được là tại mày đấy nhé. Nữ nhân từ chối không được, đề phòng trước. Một chai một đồng, ở Trung Châu không có thứ đồ uống nào rẻ như thế nữa đâu, trừ khi thím không muốn kiếm tiền, cháu thì sao cũng được. Đại ngư cố làm ra vẻ thản nhiên. Rẻ thì rẻ, nhưng mà cái hãng này, chật. Quá vô danh rồi đấy. Nữ nhân động lòng, rẻ thế này thì không gian lợi nhuận cao đấy, nhưng khó tránh khỏi lo lắng, bán sao được. Cháu bảo thím này, trời nóng như thế, thím nói có sự cố tắt quạt 5 phút thôi, đến nước đái bò cũng bán được, nóng thế ai còn để ý tới đồ uống của hãng nào, đại ngư lên mặt giáo dục, nữ nhân kia bật cười đá đại ngư một cái hai người đang nói chuyện soái lãng vận chuyển đồ uống dừng lại nghỉ ngơi vẫy tay chào hỏi thím béo thím không nhận ra cháu à cậu lạc thím béo ngạc nhiên nhìn y đúng là trông rất quen mặt chỉ là nhất thời không nhớ ra soái lãng từ khi lên đại học rất ít khi về nhà nhắc xóa nha nhà thím thường mách lẻo đó ngay cả cháu mà thím cũng không nhớ à a à, cái thằng nhóc nhà lão soái soái lãng đúng đúng soái lãng Ha ha ha. Chớp mắt đã lớn tướng rồi, mấy đứa nhóc các cháu hay tụ tập với nhau phá làng phá xóm, xem trí nhớ thím này. Hả, mà làm sao lớn lên còn đen hơn lúc nhỏ thế? Thím béo nhớ ra rồi, thân thiết xoa đầu xoái lãng, vẫn coi là thằng bé trong khu tập thể năm xưa. Mặc dù mấy năm rồi không gặp, vẫn thân thiết như thế, đây là văn hóa khu tập thể đặc sắc trong nước. Mười mấy hai mươi năm trước, người trong khu tập thể sống gắn bó với nhau lắm, không đơn giản sống cùng một nơi, lại còn làm việc cùng đơn vị nữa, chẳng khác gì khu tập thể lớn. Trong khi quốc xí khác đua nhau phá sản, người trong khu tập thể tan đàn sẽ nhé, đường sắt lại càng làm càng tốt, thế nên mấy chục năm trước là hàng xóm láng giềng, giờ vẫn thế. Một lớn hai nhỏ đều là người cùng khu tập thể, bởi thế dễ ăn nói, tán gẫu vài câu, đến giờ soát vé bé thím béo đi làm nhiệm vụ, đám soái lãng nhảy lên xe hành lý trở về. Đại ngưu lấy cuốn sổ nhăn nhúng, trịnh trọng ghi chép dòng đầu tiên. Hà Tái Hoa, 52 kép. Soái lãng nhắc nhớ, tính cho đúng nhé, từ nhỏ mày là chúa tính lộn. Thôi đi mày, tiền bạc chưa bao giờ tao tính sai. Đại ngư khinh bỉ, sau đó đánh dấu nước ép bao nhiêu két, nước uống bao nhiêu thùng, viết xong vỗ vỗ túi hớn hở nói, lừa đảo, cách này của tao không tệ chứ. Ga Trung Châu là ga lớn, mỗi ngày bao nhiêu tàu đi đến, một đoàn tàu mấy nghìn người, chen chúc như lợn, sợ gì bán không hết. Không tốt, xoái lãng nheo mắt nhìn đoàn tàu hú còi rời ga, không chắc cho lắm, cùng nghề không cùng lợi, tốt hay xấu phải làm mới biết. Thứ nhất cái hãng này quá vô danh, thứ hai là ga tàu thường xuyên có người đưa đồ uống tới, thậm chí một số nhà ăn trên tàu là khách quen của lái buôn rồi. Thứ ba à, đồ uống bây giờ quá nhiều chủng loại. Kỳ hạn thu hồi tiền của chúng ta kéo dài vô hạn, có chuyến tàu đi về là cả tuần. Không sao, nội bộ đường sắt chúng ta, phù sa không chảy ruộng ngoài ở ga quá nữa là người quen không quen thì cũng thông qua người quen làm quen được còn nhà ăn trên tàu toàn bộ là người nhà mấy ngày nữa tao đẩy hết những nhà cung cấp khác đi chúng ta độc quyền cùng lắm thì bảo cha mày ra mặt ai dám không nể mặt cha mày đại ngưu cổ vũ mày là cái thằng hay lo nghĩ nhiều soái lãng chỉ cười chuyện nhờ cha y thì thôi nghĩ cũng không dám mà này soái lãng số thẻ mày gom sao rồi còn cần không, tao có ít đấy. Thẻ gì? Đại ngư trợn mắt trâu lên, thẻ ngân hàng chứ thẻ gì, hôm đó mày bảo tao tìm đám ngũ hoa mà, còn muốn mua số lượng lớn. À, mày còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện này, cái gì mà ngũ hoa, cái gì mà huynh đệ, cả đám thả bồ câu tao rồi, sau đó không liên hệ được, hỏng chuyện làm ăn của tao. Để lấp liếm xoái lãng mặt dày chỉ trích ngược lại, mắng đại ngư vài câu. Đại ngư nghe thế không vui, mẹ nó, sao thế được, để tao gọi điện cho bọn họ. Xoái lãng lãng đi, thôi thôi, chắc người ta thấy chúng ta không đáng tin, làm ăn hỏng rồi, vụ đó không làm nữa, chuyên tâm bán đồ uống đi. Chật, vụ đó cũng không tệ, thôi bỏ thì bỏ. Mày và em gái kia có gian díu gì? Đại ngư hỏi, xem ra chưa chắc nhớ tới thẻ mà không quên được người. Chuyện đó có gì quan trọng? Quan trọng chứ, theo tao quan sát, Em gái đó khoảng cách giữa hai mày hẹp, mũi rộng, môi dày, đi đứng thẳng tắp. Ê, ê, mày quan sát kỹ thế làm gì hả? Soái lãng nghi ngờ. Ý tao nói, loại nữ nhân đó phía dưới vừa chặt vừa sâu, chơi sướng lắm. Lần trước lão hoàng cho tao một cuốn sách, gọi là xem mặt biết phía dưới, tao nghiên cứu thời gian dài rồi, cho nên muốn hỏi mày để chứng thực. Rốt cuộc có đúng không? Đại ngư thể hiện tinh thần học hỏi rất cao. Từ đúng đấy mày rất có thiên phú ở phương diện này sắp vượt mặt lão hoàng rồi soái lãng trả lời qua loa đại ngư tưởng thật hâm mộ lắm tấm tắt mãi xe đi tới gần kho hàng cái đề tài này tự động dừng lại xe hàng tiểu bị chở tới đổ ngay cửa kho một nghìn két nước ngọt đã chuyển đi hơn một phần ba đại ngư chỉ huy công nhân vận chuyển chất thêm một xe nữa tính toán xem nên đưa tới chuyến tàu nào lần này càng đơn giản chỉ cần gọi điện thoại sau đó trực tiếp sai công nhân chuyển tới Thị trường lưu động này nhiều người thèm muốn lắm, nhưng có quan hệ cùng ưu thế địa lợi thì không phải ai cũng có. Dỡ hàng xong, lúc sắp đi, Soái Lãng nhìn cả sân bãi lớn cùng lối đi dẫn tới sân ga, kéo Đại Ngưu hỏi, "Đại Ngưu, lái buôn đưa hàng thì bình thường đưa thế nào, tao nói những nhà khác ấy." Thì đổ ở đây đưa hàng thôi. Đại Ngưu chỉ ngoài ga tàu. Chính như Soái Lãng tính, sân sau ga tàu chẳng thể đổ được xe hàng lớn, ý xấu nảy ra, nói nhỏ, "Trừ trên tàu mày nghĩ cách để trên sân ga rồi người bán hàng qua cửa sổ nhét hàng của chúng ta vào để họ chỉ bán hàng của chúng ta thôi hoặc đại bộ phận hàng của chúng ta nhà khác không cho vào bán cái đó quản thế nào nổi phí công mày được gọi là đại ca ở đây mời trực ban ăn một bữa cảnh sát đường sắt dúi cho ít thuốc lá sau này đưa hàng trừ xe nội bộ của chúng ta còn tất cả không được vào khó gì đâu mày nói với gác cổng không cho nhà khác vào tất nhiên muốn vào thì phải lóc túi cho mấy bên kia chúng ta được cái gì mà phí công như thế với lại chắc gì họ nghe mình đưa tiền người ta cũng đưa ê sao mày ngốc thế hả họ mỗi lần vào cửa lại lột một lớp da mấy tiểu hộ chịu sao nổi một xe đẩy vào bán kiếm được bao nhiêu mấy đại hộ có quan hệ thì chúng ta chẳng ngăn được nhưng mà ít nhiều cũng khiến họ lỡ vài chuyến người trong ngành chúng ta thêm ít lợi lộc mọi người cùng vui cả mà tranh thủ thì đánh tiếng luôn hàng hóa của chúng ta đi lại thuận lợi à để tao thử chắc là được đại ngư từ nhỏ đã quen nghe lời soái lãng suối bảy rồi mỗi mùa hè soái lãng lại mang đồ uống tới cho hắn kiếm một mớ vì chứ kiếm tiền nghe soái lãng là ăn chắc mọi năm bán cho người ta nên soái lãng nhiệt tình có hạn hơn nữa còn bán hàng giả nên hơi chờn sợ làm quá người ta truy quét thì vớ vẫn đi đếm lịch năm nay khác rồi hàng đàng hoàng bán cho mình tất nhiên phải vắt ốc dùng hết thủ đoạn mà bán. Soái lãng không quên an bài đại ngưu đi tra ghi chép đưa hàng của nhà cung cấp đồ uống thông qua đường sắt tới Trung Châu, xem mới biết nhà nào cũng tính bằng đơn vị hàng vạn, làm y hâm mộ. Tiểu bị phụ trách lái xe kim khuân vác, thấy soái lãng lên xe hỏi, anh soái trạm tiếp theo ở đâu? Đường Tử Kinh. Mà còn bao két? Hơn 200 két. Quăng hết, hôm nay thế thôi. Xe rời khỏi ga, mặt tiểu bì hớn hở, đây mới chỉ là mở đầu thôi. Soái lãng thì lại không được tự tin như hôm qua lừa lão bì, trừ ga tàu quen biết nhiều ra nơi khác phải làm sao chưa biết. Thực ra có được ưu thế trời sinh ở ga tàu, nếu như có thể lấy được giá phân phối của thương hiệu lớn như Coca-Cola, Spy, Fanta, kiện lực bảo thì lãi là cái chắc. Số lượng đồ uống tiêu thụ mỗi ngày ở đây là cực lớn, có điều những sản phẩm này nằm trong tay các đại lý lớn rồi, còn lại chỉ có thương hiệu vô danh chẳng ai thèm như ác nhĩ mã. Dù có được quyền phân phối thì giá cũng là giá bán buôn được thêm vào rồi, lợi nhuận chẳng cao. Nếu số lượng lớn có thể bù đắp được, nhưng mà vấn đề khác lại tới, thiếu tiền. Đừng nói là nhập hàng với đơn vị hàng vạn, dù nhập 1.000 kiện cũng đủ làm xoái lãng thấp thỏm rồi. Dù đã nhét hàng cho đại ngưu, nhưng có bán được đi hay không còn chưa biết. Khó lắm, không phải đơn giản lắm. Khó lắm, mà không phải khó thường đâu anh đây cố hết sức rồi lời tương tự phát ra từ miệng trình quải cổng chính chợ sách đường tử kính tên béo mặc quần ngố thùng thình đi dép lê kể khổ nói mới sáng sớm đã đi đánh tiếng với mấy quán đồ uống ăn vặt ở chợ sách rồi đương nhiên họ ít nhiều cũng nể mặt nhưng mà cho gửi bán thôi để đó đã bán được mới trả tiền chẳng giống như mấy hãng lớn có cầm tiền đi chưa chắc giành giật được hàng Tóm lại là vấn vẻ cả ngày trời không bán được bao nhiêu. Soái lãng nghe vậy máu bốc lên đầu, nhè cái mông mở mà đá, thằng vương bác đảng, định ăn không của tao à, hôm mời khách mày ăn nhiều nhất đấy. Thôi đi, lão bị mời khách chứ có phải mày đâu, liên quan quái gì tới mày. Lão bị mời thì cũng là tao mời, mày đồng ý rồi định trở mặt à. Ai nói tao trở mặt? Tốt, trên xe còn 100 két, của mày hết đấy, sau này mỗi ngày 100 két bán không hết là lỗi của mày. Trình quải nhảy dựng lên, phát, 100 két cơ à, hơn 2.000 chai, mày giết tao luôn đi. Trình quải giật mình. Vậy 50 két đi. Xoái lãng hạ điều kiện. Trình quải vẫn lắc đầu, thịt ở má cũng rung rinh theo, không được, không được, mỗi ngày 5 két thôi, năm nhé. Mày, mày. Năm két không bằng tiền cơm mày ăn hôm qua. Soái lãng xía tay vào ngực thằng béo, liên tục đẩy hắn phải lùi lại. Thấy soái lãng hung hăng, trình quải đành xuống nước, tao, tao sẽ cố hết sức. Cơ mà tao nói với mày nhé, cái thương hiệu này nát quá, người ta tưởng là hàng giả hàng nhái, mày cũng làm cái nghề này mấy năm rồi, chẳng lẽ bản xếp hạng các thương hiệu cũng không biết. Bán cái gì không bán, đi bán ác nhĩ mã. Sao không bán coca, fanta gì đó, hàng giả cũng được. Soái lãng khinh bỉ, mày đúng là loại thối nát, không biết nghĩ tới chuyện gì tử tế hơn à, làm việc đàng hoàng mày không muốn, lại muốn lén lén lúc lúc bán hàng giả hay sao? Có tiền là được thôi. Lười nói với thằng này, dù là anh em đôi khi cũng không có tiếng nói chung, cái thằng này vài ba câu thế nào nó cũng nhắc tới hàng giả, xoái lãng bỏ đi chuyển hàng. Trình quải bám theo ghé tai nói, Ê, tao có vụ mới, muốn làm không? Lại nhục bồ đoàn bản không che à? Cúc, kiến thức lạc hậu còn mang ra khoe, mày đã nghe nói tới tạp chí nhái chưa? Nghe nói rồi, mày làm à? Từ, tao đang muốn lập kênh tiêu thụ, mấy tờ như độc giả, bạn gái, còn nhiều nhiều nữa, đều bán chạy lắm, chỉ cần lập được kênh tiêu thụ an toàn nguồn cung không thành vấn đề. Hay là thế này, mày nói với đại ngưu, mang lên tàu bán, tổ chức hoạt động, mua tạp chí tặng đồ uống hay mua đồ uống tặng tạp chí cũng được. Dù sao toàn thứ vứt đi, uống vào đau bụng, xem xong vứt đi. Vì, mày mới là thứ vứt đi. Soái Lãng đang vác két đồ uống, nghe chủ ý của Trình Quải, thiếu chút nữa bị két đồ uống rơi xuống chân, vội ôm cho chắc. Trình Quải cười hì hì chả giúp, đợi Soái Lãng quay về lại ghé tai tuyên truyền đại kế sáng nghiệp, thật đấy, mày muốn làm không? Bán hết đồ uống xong quay về làm với tao, tao thích tinh thần làm việc bạc mạng của mày, đến hai con gia súc cũng không làm nhiều như mày. Rầm. Đặt két đồ uống xuống soái lãng quay đầu lại nhìn cái thằng không có lợi không dậy sớm, được phần hời luôn chê ít, đột nhiên hỏi, trình quải, một chai nước giải khát một cuốn tạp chí, mày bán được bao nhiêu, tao tiêu thụ cho mày bấy nhiêu. Thật à? Trình quải quả nhiên trúng kế, hai mắt phát sáng. Tao bao giờ nói đồ chuyện kiếm tiền chưa, năm nay tao chuẩn bị tiêu thụ 10 vạn két đồ uống, mày tính xem bao nhiêu. Bằng vào mấy cuốn tạp chí nát của mày. Xì soái lãng nói không biết ngượng mồm là gì trình quải bị ngủ lôi oanh đỉnh bắt đầu đưa hai bàn tay tính một két bao nhiêu chai tổng cộng bao nhiêu chai tính xong còn choáng hơn tính rõ rồi liền cân nhắc chuyện này thật hay giả với hiểu biết của hắn về soái lãng thằng này thích ba hoa thật nhưng mà mưu mô cũng nhiều tuy có khả năng bị lừa nhưng nói không chừng đây là cơ hội làm ăn ngàn năm khó gặp cục địch đuổi theo này này giao hẹn nhé một chai một cuốn mày để lại cho tao một trăm két tao nghĩ cách cho soái lãng chẳng thèm quay đầu giọng lạnh tanh vậy còn không mau chuyển hàng đi hai người cộng thêm tiểu bì đem từng két đồ uống chất trong kho sách của trình quải trong chợ sách đông nghiệp nơi này tất đất tất vàng dù trình quải kinh doanh lâu năm cũng chỉ có cái kho dưới đất không có mặt tiền khi nào mà tra không gắt trình quải bày sạp ở chợ sách ngoài bán lẻ trong bán buôn nếu tra gắt quá hắn không bày quán nữa đứng ở cổng chợ sách đợi khách tìm tới cửa trông có vẻ thằng này làm ăn được lắm, mấy cửa hàng tạp hóa, mấy quán ăn vỉa hè đều nể mặt hắn, tẩu tán được mấy kết liền, chỉ có điều xếp lẫn với coca, fanta các loại, xoái lãng thấy khả năng bán được không cao, đều là thứ chỉ 2-3 đồng, ai thèm để ý giá cả trên lệch. Bán thế này là không đúng đường rồi, xoái lãng phát hiện ngay, mình mắng lão bì, tới lượt mình vẫn chưa thoát ra được lối tư duy bán hàng cũ, nó không giải quyết được vấn đề mới. Đưa hàng xong, soái lãng quay về xe trầm ngâm nhìn về phía chợ sách nường nượp người ra vào, thi thoảng cũng có người tạt qua quán ven đường mua chai nước, quả nhiên là thuận tay lấy mấy sản phẩm quen thuộc, đồ uống mã ác nhĩ bán được chỉ có nước tinh khiết thôi, mà loại này lợi nhuận tới tay y chỉ có 5%. Tiêu thụ không đúng hướng rồi, soái lãng càng khẳng định suy nghĩ của mình. Xe khởi động lên đường, tiểu bị hỏi, anh soái năm nay anh thực sự tính bán 10 vạn két à? Thế thì cậu em mừng điên mất. Ha ha ha, nếu bán được 10 vạn két, đừng nói cậu mày, đến anh cũng mừng phát điên luôn ấy chứ. Soái lãng thấy tiểu bì tưởng thật thì cười chảy nước mắt. Vừa xong anh nói với trình béo cái gì mà 10 vạn, em còn tưởng thật. Mày thật là, đã làm ăn thì nói gì cũng được, chỉ không được nói thật thôi. Điểm đến tiếp theo là công ty du lịch Phượng Hoàng, nơi la sách kiếm ăn, lúc này trên xe hết hàng rồi, đã gỡ sạch ở ga tàu, chợ sách, nơi đó còn có thị trường, chứ chỗ la sách chẳng bán được soái lãng chỉ muốn mượn ưu thế quen biết rộng của la sách để nghĩ cách đã gần trưa rồi một ngày trôi qua một nửa soái lãng vốn hay nói cười thời gian qua lại rất trầm mặc khi thoảng không chống trầm thì lại đỡ má động tác bản năng thôi thi thoảng mắt như sáng lên nhưng lại tối đi rất nhanh hẳn là vừa nghĩ ra cách nhưng lại tự phủ quyết rồi bây giờ chỉ có ga tàu là mình có quan hệ ưu thế chỉ đến thế làm sao bán đây làm sao tìm ra con đường tiêu thụ thích hợp. La sách tất nhiên chỉ biệt hiệu, tên thật của hắn là La Thiếu Cương, trong đám anh em khu tập thể thì hắn là đẹp trai nhất, cao tới mét 8, mày rậm mắt to, mặt góc cạnh, đứng đâu cũng như cây ngọc đón gió, ngồi đâu cũng đẹp trai lồng lộng, mang cái danh thiếp tổng giám đốc công ty du lịch Phượng Hoàng ra đủ dọa chết khối người. Có điều nếu ai tới đường dược tiến mà khảo sát thì sẽ phát hiện sự thực chẳng giống tưởng tượng, gọi là công ty chứ chỉ có mặt tiền 10 mét vuông còn nghiệp vụ ấy à công ty du lịch phượng hoàng xưa nay chưa bao giờ thiếu vé tàu hỏa gần như sắp thành công ty chuyên mua vé tàu hỏa hộ trong nghề rồi tất nhiên sống gần núi thì kiếm ăn dựa vào núi không kiếm được vé tàu hỏa thì có lỗi với xuất thân của hắn quá đúng không soái lãng đổ xe bên đường nhìn vào trong công ty cái thằng đang cùng hai em gái ba hoa chích chòe mỗi năm la sách đều tuyển dụng nhân viên hình tượng tốt khí chất cao từ thị trường nhân tài lòng giả bất chính ai ai cũng rõ người khác tán gái là tốn kém, còn với hắn là một hạng mục sáng tạo thu nhập. Bấm còi liền mấy cái rốt cuộc cũng gọi được la sách ra ngoài, thằng này đi đứng oai phong, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sơ mi trắng tinh, cà vạt tiêu sái, quần âu thẳng tắp, giày da bóng lộn, trông rất giống người đàng hoàng. La sách vẫy tay gọi, vào trong ngồi đi, ngoài nóng lắm. Thôi, lại làm phiền mày cùng các em gái thảo luận lý tưởng nhân sinh. Soái lãng đẩy cửa xuống xe, nhưng không định vào, trong công ty có hai cô gái trang phục công sở, một cao một thấp, dung mạo tầm trung không đủ thu hút y vào, ti trúng em nào rồi. Nói gì thế? Đừng dùng ánh mắt dâm tà của mày nhìn thế giới thuần khiết, bao gồm anh La đây, bọn tao là ông chủ và nhân viên vô cùng thuần khiết, quan hệ cấp trên cấp dưới đàng hoàng. Đúng rồi, thì có ai báo bọn mày không phải quan hệ trên dưới đâu, mày trên bọn họ dưới. Mẹ nó! Mày nghĩ về anh tồi tệ vậy sao? với hình tượng của anh đây cần gì làm thế? Có phải mày đói khát quá không? Anh giới thiệu cho mày một em, là sách chỉ em gái định giới thiệu cho soái lãng. Thằng này nói khiếp lắm, ba hoa với hắn thì có cả ngày không làm nổi việc gì, soái lãng vội chặn họng, thôi thôi, tao không có hứng, có hứng cũng không có điều kiện kinh tế, nói đi, chuyện kia của to sao rồi. À, mày nói chuyện đồ uống. Bớt vờ việc đi, trình quải còn hứa mỗi ngày bán hộ tao 50 két kia kìa, nếu mày bán ít hơn số đó đừng trách tao kéo cả xe đổ vào công ty mày mày làm ăn hay tống tiền sao cũng được không dựa vào anh em gì còn dựa vào ai nữa đừng lãi nhãi nghĩ cách cho tao đi chỉ cần lượng tiêu thụ tốt không thiếu lợi ích cho mày đâu tao biết thế cơ mà la sách xem chừng khó xử lắm vỗ tráng như thể đã hết lòng hết sức rồi nhưng lời nói ra là một phen lãi nhãi soái lãng không phải anh đây nói mày chứ nhưng mày sống càng ngày càng đi xuống là sao? Vụ làm ăn này đáng ra không thể nhận, bây giờ thị trường giải khác thế nào, mày không rõ à? Đêm qua tao tính sơ sơ thôi, Trung Châu có 7 đại lý lớn đứng đầu là phi bằng đã hoạt động từ 10 năm trước, muộn nhất cũng được 5 năm rồi, còn chưa kết đại lý mới nổi, tính không xuể. 7 đại lý này khống chế các kênh tiêu thụ, cứ tầng tầng lớp lớp chia ra thành đại lý nhỏ, cửa hàng, điểm bán lẻ, tạo thành mạng lưới tiêu thụ dày đặc đặc biệt là mùa hè, là mùa tiêu thụ, người tham gia vào ngành này cả vạn. Thương hiệu có hàng trăm thương hiệu lớn từ nước ngoài cho tới trong nước. Xoái lãng cắt lời, đừng lãi nhãi, rốt cuộc mày muốn nói gì? Tao năm nào chả bán nước giải khác, còn cần mày dạy bảo à? Mày muốn nói ngắn gọn chứ gì, thế thì tao nói ngắn gọn cho mày nghe, chuyện mày làm không khác gì bà già đi làm gái. La là sách định nghĩa trực tiếp. Ngắn gọn. Xoái lãng bực mình đếch ai thèm. Lần này la sách đúng là ngắn gọn thật. Mẹ mày chứ, mày muốn ăn đòn đúng không, tao mời mày ăn, lại bỏ công sức đi từ bao xa tới đây để nghe mày kích thích tao à. soái lãng sáng tay áo lên, mặc dù thấp hơn ngót chục phân, nhưng mà ai mạnh ai yếu quá rõ ràng, chấp hai thằng như la sách, y vẫn đập ngon lành. La sách cười hì hì, giữ tay xoái lãng, đừng vội, mày nghe anh nói hết nào, nói khó nghe một chút, nhưng mà mày bán không đúng đường muốn bán cũng được thôi nhưng nhà sản xuất ít nhất phải đầu tư quảng cáo có tí tên tuổi chứ nếu không người ta không coi là hàng giả đã là may rồi mày thấy anh nói đúng không soái lãng nghe có chút nhục chí ngay cả người ngoài nghề như la sách cũng nhìn ra rồi thì không thể sai được đám anh em của y lăn lộn ngoài đời còn sớm hơn y tuy chẳng phải có tài năng xuất chúng gì nhưng thuộc hạng lọc lõi tin đời cả nói khó thì thực sự là khó thật mình nghĩ hơi đơn giản rồi vốn tưởng rằng dựa vào ga tàu với đám anh em chia ra ở các nghề, ít nhất cũng tiêu thụ được một phần, ít nhất không kém hơn đi làm công cho người ta. Giờ nhận ra, đứng sau làm quân sư đầu chó thì dễ, đứng ra để đứng mũi chịu sào không đơn giản. Hôm qua còn mừng thầm vì vớ được vụ làm ăn ngon lành, nhưng giờ mới biết là thứ gân gà, bỏ thì thương vương thì tội. Gặp khó rồi, xoái lãng thành khẩn thỉnh giáo, đúng, nói đúng lắm, tao cũng biết không dễ dàng, nhưng mà cơ hội có được hàng với giá đại lý hơn nữa chẳng phải đầu tư gì không đầu tư thì không lo sợ lỗ không lỗ là bất bại đã bất bại thì còn sợ gì tao muốn nghĩ cách làm vụ đại thắng mấy anh em cùng phát tài chẳng lẽ sai sao anh không nói mày sai suy nghĩ thì đúng nhưng hàng của mày không đúng thị trường được mở sẵn thương hiệu được quảng cáo mày bám vào mấy thương hiệu lớn mà kiếm ăn cần gì chứ tốn công mà chẳng lợi gì mày bán hàng giả hàng nhái chuyên nghiệp lắm mà, làm một vụ sau đổi nơi khác làm vụ nữa, ai làm gì được mày? La sách khuyên nhủ. Cút đi, đừng nhắc chuyện hàng giả nữa, mày đúng là hết thuốc chữa rồi, bỏ đi, tao tự nghĩ cách. Soái lãng thất vọng vẫy tay coi như chào hỏi quay về xe. Đoán chừng nhờ tình nghĩa anh em còn sót lại đôi chút, la sách không đành lòng kéo soái lãng lại, không phải không giúp mày đâu, tao thực sự nghĩ cách rồi, quen biết hướng dẫn viên du lịch không ít, hắc bạch đạo đều có vốn định thông qua họ tiếp thị cho nhà hàng, khách sạn hay xe du lịch. không ngờ người ta nghe thấy là thương hiệu chưa nghe thấy bao giờ, chẳng ai trả lời cả. nói thế khác gì phun trắm, nếu hàng thương hiệu lớn bọn họ có mơ mà ăn được phần trăm gì. soái lãng bỏ lại một câu rồi hậm hực lên xe, làm la sách đứng đó cũng không được, đi cũng không xong. không ngờ soái lãng lên xe rồi lại trầm tư đi xuống, nhìn la sách từ trên xuống dưới, tìm hướng dẫn viên du lịch là chuẩn đấy hay là thế này để hướng dẫn viên tiến cử cho nhà hàng khách sạn được đặt trước dù sao hiện giờ bọn mày tổ chức du lịch không đồng gì đó toàn là lừa người đã quản cả ăn ở rồi thêm vào cung cấp đồ uống độc quyền không phải có thêm điểm nhấn à khách đi đâu ăn uống gì đều là hướng dẫn viên quyết nhà hàng nào muốn khách tới đều phải lại quả cho hướng dẫn viên nếu hướng dẫn viên nói muốn tôi đưa khách tới thì phải bán ác nhĩ mã nói xem nhà hàng có từ chối không gật đầu ngay sao phải từ chối la sách rất tán đồng cách này hướng dẫn viên chắc chắn là con đường tiêu thụ tốt dù là nhà hàng hẻo lánh nhất chỉ cần gắn cái mát điểm du lịch vào là kéo được không ít khách tới tiếp thị ít đồ uống không khó tuy lợi nhuận ít có điều mỗi ngày bao nhiêu cái miệng ăn tổng số vẫn khả quan được đấy nhưng trước tiên mày phải làm sao để ác nhĩ mã có chút danh tiếng mới được nhà sản xuất phải quảng cáo hoặc mày tới địa phương nào đó bán tháo một số để người ta biết tới chỉ cần có chút danh tiếng thôi, anh sẽ đẩy đi được cho mày. Được, quyết định thế, đợi tin của tao, soái lãng không nói nữa nhảy lên xe từ chối cả lời mời cơm trưa của La Sách. La Sách nhìn theo cái xe hàng rời đi giữa buổi trưa nắng như đổ lửa chết miệng, cái thằng làm gì cũng bạc mạng như thế. Cố Thanh Trì nghiêng đầu, nhìn qua ô cửa sổ, xung quanh là thôn xóm ở ngoài ô, có vài phần quen thuộc, nơi này mấy năm trước là nơi tụ tập của dân làm giả linh kiện xe hơi, từng tấp nập một thời chắc là ở nơi này. Hoàng Hiểu giảm tốc độ nhìn nó bốn phía, hôm nay đi khá nhiều nơi, vì đã biết quan hệ xung quanh soái lãng, thầy cha chuyên môn tới trung tâm máy vi tính Thanh Long, biết nơi soái lãng bán nước giải khát, men theo chỉ dẫn tìm tới nơi, đúng là xa, sắp rời khỏi thành phố, bồ chỗ kia. Lại còn treo biển nữa. A, à, điểm tiểu thụ, không phải điểm tàn trữ, cố thanh trì cười sảng khoái, bảo Hoàng Hiểu lái xe tới gần, nhàn nhã xuống xe, đứng đó nhìn một chàng trai mặc áo ba lỗ đang cầm búa đóng tấm biển điểm tiêu thụ ác nhĩ mã trung châu lên cánh cổng lớn một người khác cầm thùng sơn đang sơn lại cánh cổng rỉ sét sắp xong rồi thấy có ông già đi tới một chàng trai hỏi cụ tìm ai ạ à? rất khách khí không phải chỉ vì tuổi tác của ông mà vì ông già hàng mi dài trắng như tuyết dáng vẻ vừa hiền từ lại như thế ngoại cao nhân vô hình trung khiến người ta tôn kính cố thanh trì mỉm cười à không có gì chỉ xem sản phẩm chỗ các cậu ra sao thôi. Ông chủ. À, chú Bì, có khách hàng tới xem sản phẩm của chúng ta. Chàng trai Sơn cửa lớn tiếng gọi. Tới đây, tới đây, lão Bì khoác cái áo cộc tay trên vai từ trong kho hàng chui ra, vừa nhìn một cái ngẩn người, ông cụ này còn hiền từ hơn cha mẹ, chỉ là vị khách này già quá rồi, xong vẫn đi nhanh tới hàng huyên mời vào kho. Gọi là điểm tiêu thụ, chẳng qua là ba cái kho, đây là cách làm quen thuộc của người làm ăn nhỏ, tiết kiệm tối đa chi phí. Khó coi thì khó coi thật, nhưng mà giảm được nhiều chi phí. Ngồi xuống một cái, lão bị khách khí đưa danh thiếp ra, tôi là bị Định Phương, người tế nguyên, ác nhĩ mã vốn là sản phẩm bản địa tế nguyên, hiện giờ đã làm được 6 loại lớn hơn 10 loại sản phẩm. Bác xem đi, thiết kế độc đáo, chai hình lục lăng rất đẳng cấp, khẩu vị thuần thiên nhiên không cho thêm hóa chất. Đúng là lựa chọn nhà nhà nên có thăm bạn nên mua. Bác thử đi, đây là loại ngon nhất, nước quả tổng hợp. Cố Thanh Trì mỉm cười không nói, từ địa điểm, từ nhân viên từ bộ dạng phong trần khuôn mặt lo âu của ông chủ trông như đội trưởng đội sản xuất là đã nhìn ra sản phẩm này tốt thế nào rồi, dù vậy ông vẫn cầm cốc nước quả lên thử một chút, từ, cũng được. Bác quá khen, quá khen rồi. Con người tôi thật thà lắm, có sao là nói vậy thôi, chẳng biết quảng cáo tiếp thị gì cả nói thẳng ra đây là sản phẩm của nhà máy nhỏ nhưng nguyên vật liệu rất chú trọng so với nhà máy lớn thêm hóa chất này nọ tốt hơn một chút lão bị thấy người ta văn nhã thì cũng không dám nói mấy câu ba hoa một tấc lên trời có sao nói vậy kỳ thực đây là nguyên nhân hắn bán sản phẩm này giờ đâu đâu cũng chú trọng bảo vệ môi trường thuần thiên nhiên đáng thương thứ thuần thiên nhiên thật thì chất ở đây không ai biết chỉ liếc mắt vài lượt là cố thanh trì thấy đủ nhiều rồi cười nói e là bán không tốt hả đồ tốt cũng có lúc vàng vùi trong cát ngọc bích phủ bụi xem ra anh bì đang gặp khó vì chuyện này a à, thì ra bác là cao nhân thất lễ thất lễ quá bị định phương đứng lên chắp tay vái một cái cố thanh trì cười vẫn vẫy tay bảo hắn ngồi xuống hắn là người lăn lộn giang hồ lâu năm nhìn sự bất phàm của ông già cẩn thận hỏi dám hỏi quý tính đại danh của bác phát tài ở đâu bỏ quý tính họ cố tên thanh trì phát tài thì không dám tôi đã nghỉ hưu rồi Vậy hôm nay bác tới đây là do có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi. Có một chút, thứ này muốn bán được cũng không khó, nhưng phải đầu tư, lên báo chí đài truyền hình, rồi tổ chức vài hoạt động khuyến mãi lớn là có tiếng rồi. Nếu dùng người thỏa đáng, lập kênh tiêu thụ, 2-3 năm là có chút danh tiếng, khi đó ngồi hưởng thành quả. Tôi chúc ông chủ bị phát tài trước. Cố Thanh Trì cười khà khà nói. Nói cũng có lý, nhưng mà lão bị nghe chỉ thấy đắng miệng, chắp tay đáp lễ, Bác ạ, à, phát tài thì tôi chẳng dám nghĩ, có miếng cơm nuôi gia đình là đủ Cách bác nói ai cũng biết, nhưng mới khởi đầu lấy đầu ra tiền mà quảng cáo khắp nơi Không giấu gì bác, đồ của tôi đúng là đồ tốt, nếu không tôi cũng chả làm Nhưng nhà máy là nhà máy thị trấn, tổng cộng hùng vốn được hơn 200 vạn Mà giờ quảng cáo trên truyền hình thì tính bằng dây, mỗi dây là mười mấy vạn Mới chỉ là đài truyền hình tỉnh thôi Nhà máy không dám đầu tư Chỉ đành thế này nói rồi rút ngăn kéo ra một tờ quảng cáo giống loại mà tiếp thị hay phát cho người ta ở dọc đường ấy cố thanh trì cầm xem nếu như có người giúp các anh thì không phải là không được đây là cái thời đại cầm tiền đi kiếm tiền muốn kiếm tiền phải biết tiêu tiền trước không tiền không được phải rồi tôi nghe nói chỗ anh có người họ soái vâng có một người như thế dân bản địa chàng trai đó thế nào không tệ tôi đang trông cậy vào cậu ta ý bác hỏi làm gì Bác quen à? Đúng, quen. Nói không chừng tôi có thể giúp cậu ta tiêu thụ một hai vạn két không phải là chuyện khó. Á? À. Bác chờ chút à? Mắt lão bị suýt lồi cả ra, lúng cuốn trúc di động, chỉ sợ cơ hội này trôi đi mất. cố Thanh Trì đứng dậy, không vội, không vội, hôm nay tôi chỉ đi ngang qua, anh đánh tiếng với cậu ta là được, nếu gặp khó cứ tìm tôi, không cần biết còn bao nhiêu, tôi bao hết. Vâng, vâng. Vâng, lão bị không ngờ hồ đồ thế nào mà lại gặp được quý nhân, len lén nhìn chiếc Audi đỏ chót đổ ngoài cổng, không dám không tin, gật đầu như gà mổ thóc. Tỉnh ra thì người ta đi tới cửa kho, lão bị vỗ tráng, thất lễ rồi, vội vàng chạy theo, tiễn ông cụ lên tận xe. Cố Thanh Trì không nói thêm gì nữa, một câu kia là đủ rồi, sao Morphin còn khiến người ta yên tâm hơn. Xe vừa đi một cái, lão bị nắm tay đấm lung tung, nhảy cẩn lên như đứa trẻ, âu sầu trên mặt tan biến hết cười méo mồm bảo sao soái lãng dám mạnh miệng té ra là quen quý nhân như thế thầy cha thằng giải đó định làm cái gì thế làm gì không làm lại đi bán nước giải khác xe vừa đi hoàng hiểu tùy ý hỏi kiếm tiền thôi mà cũng giống như chúng ta vậy cái nghề này kiếm tiền lắm ạ à. đương nhiên có điều bọn họ e rằng không kiếm được tiền đâu ha 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 cố thanh trì cười lắc đầu sao vậy thầy cha hoàng hiểu hỏi nghe cố thanh trì kể lại chuyện xảy ra bên trong thấy ông có vẻ hứng thú lắm ngạc nhiên thầy cha định giúp y sao chúng ta có làm qua chuyện này đâu anh khấu bán thủy sản anh phùng bán mộ đâu dính dáng gì tới đồ uống với lại thằng nhãi đó ngang thế con nhìn nó ngứa mắt lắm thầy cha đừng giúp nó có xin cũng đừng giúp soái lãng là đứa chết đói cũng không cầu xin ai không quỳ gối với ai không phải là cậu ta cầu xin tôi mà tôi cầu xin cậu ta chắc gì cậu ta đã cho giúp. Với lại tôi cũng không định giúp cậu ta, tôi muốn xem cậu ta có thể thảm tới mức nào, hay là dùng thứ hàng bán ế này kiếm một mẻ. Cố Thanh Trì đúng là hứng thú rất cao, nếu là bản thân, dù bất đắc dĩ lắm cũng không lựa chọn sản phẩm của nhà máy nhỏ như thế, vậy mà soái lãng lại làm, vậy tiếp theo đây có chuyện gì, ông rất chờ mong, còn cậu nữa, người của chúng ta bên đại nguyên đã bị bắt hết chưa? Hoàng Hiểu hoảng hồn, thiếu chút nữa lạc tay lái, Lắp ba lắp bắp, "Thầy, thầy cha." "Không sao, chuyện này tôi lường trước cả rồi." Cố Thành trì mỉm cười. "Chuyện này sắp thành tâm bệnh của Hoàng Hiểu rồi, giờ thầy cha đã biết, hắn không che giấu nữa, nổi giận, thầy cha, rõ ràng bọn chúng cố tình, chỉ bắt người mà không làm gì hết, riêng tiền chuột người đã mất mấy vạn, bọn khốn đó còn lưu manh hơn cả lưu manh." "Tôi sợ họ không lưu manh ấy chứ, rút người về hết đi, không cần tìm hiểu nữa, để lại phong thủy sư là được." bảo hắn quanh quẩn ở đại nguyên kiếm tiền không cần về tiền ăn ở tôi bao cố thanh trì dặn vâng hoàng hiểu thở phào chuyện này làm hắn mất ăn mất ngủ cả tuần rồi chỉ mong chết sớm siêu sinh sớm thôi buổi trưa soái lãng ăn cơm hộp nơi ăn cơm là ở trong xe bán đồ uống cũng không phải là không có lợi gì ít nhất là nếu khác ở thùng hàng phía sau có cả đống đồ uống để chọn tiểu bị bê lên mấy chai song soái lãng không muốn ăn uống gì vơ bừa cơm vào miệng cho có, rồi lại bảo tiểu bì lái xe tới công ty taxi tìm lão hoàng. Năm xưa trình quải, la sách, đại ngưu, lão hoàng cộng thêm soái lãng nữa là năm thằng nhóc phá hoại nổi tiếng trong khu tập thể đường sắt, học hành thì chả đứa nào ra làm sao, nghịch ngợm không ai bằng. Nói ra soái lãng vào đại học Trung Châu coi như có tương lai tiền đồ nhất, nhưng tốt nghiệp xong thành kém cỏi nhất. Đại ngưu thành lão đại trong đám công nhân vận chuyển ga tàu, la sách mở công ty riêng, Trình Quải ở ngành bán sách lậu xem như có được vùng trời của mình. Cho dù là lão hoàng nhát gan nhất, năm xưa cả đám đi ăn trộm cũng chỉ dám đứng canh gác cũng là đội trưởng đội đội xe taxi rồi, mua một cái Santana chạy thuê, vài năm kiếm luôn về tiền xe, giờ xe cho người khác thuê thu tiền. Đôi khi người ta sống không thắng nổi vận mệnh, câu này có chút lý, khi ấy người trong khu tập thể đổ vào đại học không ít, có điều tốt nghiệp ngồi nhà không kiếm được việc chiếm phân ngạch lớn, ngược lại cái đám suýt chút nữa cao trung cũng không học xong thì sống khỏe phây phây. Nếu để đám phá làng phá sóng năm xưa nói, chúng sẽ nói là đáng lẽ không nên đi học, tiền học ném vào động không đáy trường học chưa nói, lại còn lỡ cơ hội kiếm tiền, bây giờ dở dở gian gian cao không với tới thấp xuống không nổi, thực sự khiến người ta một lời khó nói hết. Thôi, không nói nữa, tổn thương lắm. Khi soái lãng tới công ty taxi vừa vặn gặp lão hoàng bàn giao xe, tổn thương càng sâu thêm vài phần. Vì sao thế? Cái tên đó đang ôm eo một em gái yểu điệu, xem ra định đi đâu đó, thấy soái lãng nói qua loa vài câu, tình huống cơ bản giống la sách nói, thực sự không có danh tiếng gì cả, khó giới thiệu cho người ta lắm. Có điều lão hoàng cũng có cách, nếu dán quảng cáo lên xe taxi thì cũng làm được. Hắn nói rất gấp, em gái kia thúc giục mãi, đại khái nhìn soái lãng ăn mặc soàn xỉn nên cũng xem thường, chẳng lịch sự gì, đòi đi dạo phố mua sắm soái lãng không muốn phá hoại chuyện tốt của người khác dù lòng không thoải mái cũng đành thôi thế là một ngày cơ bản kết thúc như thế trên đường quay về soái lãng chẳng nói chẳng rằng đi qua sạp báo mua bản đồ thành phố trung châu cắm đầu vào xem không nói gì không ngờ xem bản đồ lại rất có cảm giác đường phố ngõ ngách tiểu khu mấy năm qua thành phố mở rộng gấp đôi không ngờ nơi mình đã đi qua rất nhiều con phố nào có trung tâm thương mại đường nào có bệnh viện có trường học có chợ bán buôn y còn nhớ rõ hơn cả bản đồ. Đúng là nhớ rõ lắm, đem đối chiếu với ấn tượng trong lòng, sau đó viết lên đó, tìm kiếm chỗ đột phá, trước đó bán đồ uống hàng nhái rất dễ dàng, bỏ hàng cho quán giải khác, quán cơm, người ta đều biết cả, vì ham rẻ nên để lẫn lộn vào bán. Bán hàng giả hàng nhái thì thuần thục lắm, còn bán hàng thật, xoái lãng càng bán càng xoay sở vất vả. Sở Dĩ nhận vụ làm ăn này từ lão bì, từ đáy lòng mà nói y không muốn bán hàng giả hàng nhái thấp thỏm sợ bị bắt rồi lương tâm không thoải mái chưa nói hơn nữa chẳng thể làm lâu dài nếu nắm quyền đại lý một thương hiệu nào đó trong tay rồi lập nên kênh tiêu thụ tiêu thứ tiền đó mới thoải mái thanh thản người ta hỏi làm gì còn dám trả lời có điều giờ xem ra mộng tưởng mỹ hảo thực tế gian nan khó ở chỗ trừ ga tàu ra thì chỗ khác không chen chân được khó thật soái lãng vẫn nhìn bản đồ đánh dấu những nơi mình đã đi qua quảng trường nhà hàng tiểu khu, bệnh viện, trường học. Xem đi xem lại, cả trung châu lớn như thế không có chỗ nào cho mình chen vào. Như La Sách đã nói, bảy đại lý lớn và hơn trăm nhà bán buôn thêm vào thị trường đầu cuối tạo thành một mạng lưới tiêu thụ kín mít, muốn có một phần trong đó, trừ khi không tiếc tiền đầu tư quảng cáo, không tiếc nhân lực vật lực đổ bộ. Như vậy cần bao nhiêu tiền khó mà nói được, xoái lãng chắc chắn chẳng có tiền mà ném vào, lão bị lẫn nhà máy cũng không đầu tư. Đương nhiên không phải không có cách, đó là dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, bằng vào mức giá thấp đánh lâu dài, sẽ đứng vững chân ở Trung Châu thôi, chỉ có điều nếu muốn kiếm được tiền thì phải đợi vài năm nữa. Khó thật. Soái lãng thở dài sườn sượt. Anh Soái, anh xem cái gì thế? Tiểu Bì nhìn mấy lần không hiểu, hỏi. Xem xem có chỗ cho chúng ta bán được hàng không ấy mà. Có không anh? Nếu có thì cậu mày đã không ném vụ làm ăn này cho anh. Kiếm điểm gửi tiết kiệm ngân hàng, anh có việc. Soái lãng bất đắc dĩ nói. Tiểu bì thấy soái lãng lại cúi đầu nghiên cứu bản đồ thì không làm gì nữa. Bấm còi hai tiếng đổ xe ở đường Thái Viên, cách điểm tiêu thụ không xa, hai người xuống xe, lão bì nghe tiếng còi chạy ra, tên này đúng là có tiềm năng làm ông chủ chỉ tay năm ngón, ra ngoài còn đưa tay che trên mắt nhìn mặt trời gay gắt, không thấy hàng đâu mừng rỡ, a à, bán hết rồi à. Đưa đi hết rồi, bán được hay không lại là khái niệm khác của anh đấy soái lãng thuận tay ném túi tiền cho lão bì lão bì ngạc nhiên mở ra xem qua ước chừng phải hai vạn cậu có ý gì vậy tôi đâu đòi tiền gấp hai cái xe năm người còn tiền thuê địa điểm anh chi tiêu không ít ứng cho anh một chút đừng nợ tiền công của mọi người soái lãng đi xuống xe tới nhà kho lão bị cất tiền đi ngay hớn hở nói tôi biết đến trung châu tìm cậu là chuẩn mà rất nghĩa khí có điều chi phí xe và lương lậu không tính cho tôi cậu phải trả trước ngày hôm nay thì anh không thể tính lên đầu tôi được anh trước mặt xưng anh gọi em rất thân sau lưng toan tính đừng khôn lõi như thế tiêu thụ được hay không chưa biết đâu thích ứng vài ngày đã thực sự bán không được thì đem số hàng này về nhà máy không lỗ không lãi coi như làm không công soái lãng chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại rồi làm không công thực ra là lỗ rồi đừng Bán được, có cách rồi." Lão Bì vội nói. "Hả, anh có cách à?" Soái Lãng bất ngờ quay đầu nhìn lão Bì, mình mới đi một ngày mà tên này đã có cách sao? "Vẫn phải dựa vào cậu thôi." Hôm nay có quý nhân tới nhà, lão Bì khoác vai Soái Lãng rất thân thiết, về chỗ vừa là kho vừa nơi ở, rót cho Soái Lãng cốc nước, kể lại chuyện Cố Thanh Trì buổi chiều ghé qua, trọng điểm nhấn mạnh người này đi xe gì, ăn mặc ra sao, bộ dạng đó không tin cũng khó nói hồi lâu chẳng thấy soái lãng đáp lời lão bị lấy làm lạ soái lãng thân thích của cậu à ha 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 tôi mà có thân thích như thế có theo anh bán đồ uống không soái lãng hỏi ngược lại cũng đúng lão bị gãi đầu nghi vấn càng lớn nhìn ông già ấy mặt mày hiền từ lại rất quan tâm tới cậu không giống hai người không có quan hệ gì phải rồi chưa từng nghe cậu kể chuyện gia đình hay là liên quan tới thế hệ trước đừng đoán bừa nữa có quan hệ thì tôi có thành thế này không? soái lãng không muốn đề cập tới, trừng mắt lên, lão bị có điểm tốt, trừ tiền tính rõ ràng ra thì cái gì cũng lẫn lộn, bất kể là 30 hay 20, đều là anh em hết, bối phận lộn xộn. Thấy soái lãng không vui, lão bị cười ha hả cho qua, chuyển sang chuyện làm ăn, buồn làm gì, ông già nói rồi, tiêu thụ hộ chúng ta hai vạn kép là chuyện vặt, tôi tính bán cho ông ấy với giá bán buôn một đồng hai đi, vẫn lãi hơn so với tiền cậu kiếm được năm ngoái rồi à cậu nói đi ông ấy nói thật không tôi còn chuẩn bị hàng thật thì khẳng định là thật nhưng tôi không định để ông ấy giúp soái lãng không bất ngờ lão già muốn tìm y rất dễ thần thông quảng đại như ông ta phía dưới lại có một đám đồ tử đồ tôm ở trung châu này chắc không có gì qua mắt ông ta được về phần vì sao đeo bám mình như thế thì soái lãng không hứng thú muốn biết tuy trước đó từng bị lời lẽ của ông ta làm dao động nhưng chuyện tan nhã khiến y tỉnh lại làm một kẻ lừa đảo dù từng phong quan tới đâu kết cục không thể tốt vì thế có thể dở chút thủ đoạn mánh khóe nhưng chỉ là thứ phụ trợ soái lãng muốn làm ăn đàng hoàng vì sao lão bì tròn mắt còn có người không muốn kiếm tiền à chả vì sao cả tôi hỏi anh nhé lão bì nếu có một người chẳng có liên quan gì tới anh không vì kiếm tiền không vì quan hệ tự nhiên tới nhà nói với anh muốn bán hộ anh hai vạn két hơn nữa rõ ràng là hàng ế khó bán anh có cảm giác gì không thể nào người đó có bệnh à đúng rồi ông già đó có chút tâm bệnh kệ ông ấy anh cũng không nghĩ mà xem cái số xui xẻo của anh bộ dạng suối quẩy lúc nào cũng thiếu tiền có thể gặp chuyện tốt cỡ đó à soái lãng trách lão bị mất hứng hậm hực chửi mấy câu cả ngày vui vẻ bị dội chậu nước lạnh bay sạch rồi thôi đừng nghĩ chuyện khác nữa phải dựa vào mình mới là chắc chắn nhất hai chúng ta hợp mưu xem nào hai cái đầu phải tốt hơn một cái nghĩ xem có thể bán được một lượng lớn hàng không có tên tuổi ở nơi nào soái lãng trải bản đồ ra nói đại khái tình huống hiện giờ ở ga tàu có địa đầu xà đại ngưu chẳng phải lo dù thế nào cũng bán đi được một chút nơi đó người quá nhiều đừng nói đồ uống thật lúc nóng nhất hành khách kẹt ở ga tàu chỉ cần nước trong chai là bán được à phải chính là con đường này phải là nơi nhu cầu cực lớn thì mới làm phai nhạt tâm lý thương hiệu của khách hàng. Nói đơn giản, anh đang khát, nước lã cũng uống, nếu cực khát, nước đái ngựa cũng uống, chỉ có điều kiện đó người ta mới xem nhẹ thương hiệu. Lão Bì là loại còn bất học vô thuật hơn soái lãng, người ta ít ra còn ngồi trên giảng đường đại học 4 năm, 2 năm vất vả cày bừa trả nợ môn, còn có chút kiến thức, hắn quanh năm bốc phát sợ nhất soái lãng nói chuyện nguyên lý marketing gì đó, cậu nói linh tinh, chúng ta đang ở thành phố chứ có phải ở sa mạc quái đâu mà có chỗ như thế đúng đấy ở sa mạc sahara một bát nước đái ngựa đổi được bát vàng đó chính là nguyên lý tôi muốn nói vậy cậu đái ra mang tới sahara mà bán ở trung châu làm gì soái lãng đấm đầu biết cảm giác nói chuyện với một người bất học vô thuật là sao rồi xem ra nói chuyện kiểu này không ăn thua phải nói trực tiếp hơn tôi không cãi nhau với anh xem bản đồ đi Nghĩ xem nơi nào có thị trường cho chúng ta Chợ bán buôn Quán giải khác Tạp hóa lẻ Lão bị đang nghe chuyện trên TV audio CV buộc miệng Không ăn thua Không giống hàng giả lẫn lộn đem bán nơi đó Hàng thật không chơi lại mười mấy loại đồ uống có thương hiệu Vậy trường học Nhiều người Học sinh ít tiền Vừa vặn Anh đi chết luôn đi Có đi học không vậy Đang nghỉ hè đó Anh bán cho ai Còn nữa Học sinh là đám tiếp cận cái mới nhanh nhất ý thức thương hiệu của chúng rất cao không bán được đâu à vậy thì bán cho quán cơm mấy quán nhỏ ấy à thôi họ chắc chắn không nhập hàng của chúng ta hai người bàn bạc một hồi sau đó dần thành phủ quyết lẫn nhau nhà máy trường học chợ nông sản chợ bán buôn quán bán lẻ siêu thị lớn nhỏ bất kỳ thị trường đầu cuối nào có thể nghĩ ra đều bị phủ quyết giống hệt soái lãng nghĩ suốt buổi chiều không có thị trường cậu anh soái có chỗ này hai người thấy có được không tiểu bì ngồi trên hai viên gạch kê tạm làm ghế nghe hai người tranh cãi nửa ngày trời không ra kết quả thì cẩn thận nói vào khu du lịch thì sao mùa thu năm ngoái cháu theo đội thi công tới núi trung nhạc sửa bậc thềm bị học của miếu người đâu lắm chen chúc như gì ấy một lời đánh thức người trong mộng ấy đúng rồi lão bì sáng mắt đúng đúng soái lãng cúi mặt vào bản đồ trung châu là thành phố du lịch lớn riêng thành phố có không ít điểm du lịch, có điều khu phong cảnh đa phần ngoài thành phố. Đúng, soái lãng nhớ lần cùng nhóm Vương Tuyết Na tới Miếu Trung Nhạc, nơi đó chỉ có mấy quán bán đồ uống, nếu mà mùa du lịch, lượng khách lớn, leo núi vất vả khát nước. Tự hồ nắm bắt được linh cảm nào đó, lẩm bẩm, phải rồi, đây là thị trường hoàng kim, vì sao lại bỏ sót chứ? Khống chế khu vực nhỏ dễ hơn kiếm chỗ trong thành phố. Đúng, đúng. Ôi mình ngốc quá. Rầm một cái, soái lãng vỗ mạnh bàn chạy mất, làm lão bì chả hiểu ra sao hỏi với theo, này, này, làm sao thế, đi đâu? Tới khu phong cảnh dò đường. Miệng đáp, chân soái lãng đã ra tới cửa rồi, vừa có linh cảm, không áp chế được hưng phấn, chặn một cái taxi tới thẳng công ty du lịch Phượng Hoàng, kéo theo la sách rảnh rỗi không có việc làm, đi xe của hắn tới thẳng khu phong cảnh Hoàng Hà. Rời thành phố 30 km, lần lượt thấy chùa Nhạc Sơn, Lạc Đà Lĩnh, đỉnh ngũ long hai bên đường có thể nhìn thấy tượng hai hoàng đế viêm hoàng đại chú chiến mã hí vang xung quanh có phủ thiên cát cực mục cát khai khâm đình sướng hoài đình tổng cộng hơn 40 khu phong cảnh tạo nên khu phong cảnh tổng hợp hoàng hà với người không thích du lịch cho lắm như soái lãng đủ nhìn tới hoa cả mắt khi đứng ở trung tâm đỉnh ngũ long thì đã là 5 giờ hơn nhìn các xe du lịch lớn mang ký hiệu của các công ty du lịch đổ bên đường du khách đội đủ các loại mũ che nắng nói đủ giọng nam bắc đi qua bên cạnh, nước ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người thôi. Nào là ven sông, nào là lưng núi, chỗ nào cũng toàn người là người, đó là ngoài khu phong cảnh đấy, chứ bên trong thì chen vai thích cánh, dù không phải thời gian cao điểm cũng chen lấn toát mồ hôi. Soái lãng không vào trong khu phong cảnh, mà đứng ở đầu đường cách quảng trường viêm hoàng không xa, đầu đường có quán nước giải khác, đó mới là mục tiêu của y còn la sách thì vào ban quản lý khu phong cảnh tìm người quen tìm hiểu tình hình rồi. Gió thổi lồng lộng, nơi này thoáng đảng, mát mẻ hơn nhiều thành phố bê tông cốt thép. Soái lãng một mình ngồi đó rất lâu, không phải để ngắm cảnh, y cực kỳ kiên nhẫn nhẫm đếm xem trong 20 phút qua cái quán giải khác kia bán được bao nhiêu chai nước ngọt. Kết quả rất khả quan, 40 chai, bình quân mỗi phút hai chai, nhất là du khách từ trong khu phong cảnh bù ra, chuyện đầu tiên là xếp hàng đi vệ sinh, thứ hai là kéo tới kéo tới trước quán giải khác có người không mua một hai chai mang cả kép lên xe đúng rồi đây chính là nơi khác cực độ nhu cầu lại cao từ thành phố tới đây chỉ có một tuyến xe buýt đi mất gần một tiếng dù là đại lý hay bán buôn muốn bán hàng đều phải vận chuyển từ trung châu tới liệu có cơ hội không làm tiếp thị rồi nhân viên tiêu thụ mấy năm cũng có chút nhãn quan nếu bày cái quán bán đồ uống vào mùa đông khách mỗi tháng kiếm dăm ba nghìn vẫn có thể nếu bao phủ toàn bộ khu du lịch. Bao nhiêu cái mùng thế này, uống hết bao nhiêu chai nước, thật không dám tưởng tượng. Tiền, nghĩ thế nào cũng thấy tiền. Đây chính là thị trường mà mình tìm kiếm. Gần 30 phút la sách đi ra, giữa đường tình cờ gặp một em gái hướng dẫn viên xinh xắn còn không quên dừng lại tán tỉnh vài câu. Tới chỗ xoái lãng, trước khi lên xe, la sách nói, ban quản lý rất dễ nói chuyện, có chế độ cho phép vào bán hàng, chỉ cần có giấy kiểm nghiệm vệ sinh và giấy đăng ký công thương, thế là được rồi, nhưng phải nộp phí quản lý không thấp, bình quân mỗi ngày trên 40 đồng, một tháng mất cả nghìn rồi. Chỉ là chủ nhiệm Vương nói, không có chỗ nữa, giờ khu phong cảnh sợ ảnh hưởng mỹ quan nên khống chế địa điểm bán hàng khá nghiêm. Nếu được phê duyệt thì vô tư, chỉ cần đừng chặn đường xe thì đâu cũng được. soái lãng phải hỏi vào trọng điểm tránh thằng này lang mang mày hỏi các nhà khác bán hàng thế nào không? Còn thế nào nữa, mỗi ngày sáng sớm ba bốn xe hàng tới đi dọc theo khu phong cảnh mà nhã hàng thôi giá cao hơn trong thành phố chủ nhiệm vương bảo chúng ta bán hàng tới thì chặt chém ít thôi là sách hạ thấp giọng xuống như có bí mật nào đó thị trường nơi này khống chế nghiêm lắm chủ yếu là coca cola và spy tiếp đó là các loại trà và nước quả ở nơi này có bảy thành là sản phẩm của phi bằng các nhà khác ý đồ chen chân vào không được một là không có thương hiệu cạnh tranh mặt khác người ta tiến vào sớm lại lắm tiền nhiều của từ tuyên truyền hoạt động giảm giá đều không bằng phi bằng cho nên các nhà khác chỉ lập điểm tiêu thụ ngoài rìa khu phong cảnh đại bộ phận quán xá ở trung tâm đều dùng hàng của phi bằng từng mời chủ nhiệm vương tối nay đi ăn uống tắm hơi một phen đi sau này mày dễ làm việc tao cũng dễ vào tốn kém một chút cũng được soái lãng quyết định nhanh gọn chuyện xã giao này la sách sở trường nhất giao cho hắn là được la sách cảnh cáo Mày nghĩ cho kỹ đi, thằng vương bác đảng đó ăn tiền quen rồi, không chừng ăn uống chơi bời thỏa thuê lại chẳng làm gì đâu. Không sao, tốn vài nghìn thôi mà, không chịu chi thì kiếm sao được. Soái lãng hào phóng phất tay. La sách hiểu soái lãng lắm, e là không có chuyện gì hay ho, nếu mày, mời thì dễ thôi, nhưng lời không hay tao nói trước, tới khi đó có chuyện chớ có đổ cho tao đấy. Soái lãng, mày sẽ không ấm đầu lấy cái ác nhĩ mã gì đó đi cạnh tranh với phi bằng chứ khác gì đem phim trẻ con so với người lớn, mày còn non lắm. Chính vì còn non thì họ mới không coi chúng ta là đối thủ đã kích, càng dễ làm việc. Đừng ba hoa, mày nói rõ cho tao, mày là thằng thất nghiệp, người ta mỗi ngày mấy xe hàng, thả hàng hơn 40 điểm phong cảnh, không chơi nổi đâu. Đúng, mày nói đúng trọng điểm rồi. Nếu xe của họ không tới được, hàng không có, ở nơi ngoại thành trước không có thôn sau không có quán, còn chẳng phải là do chúng ta định đoạt à chỉ cần quản lý mắt nhắm mắt mở thì chuyện dễ làm thôi. Soái lãng từng chữ nói rõ ràng, ngoắt ngoắt ngón tay gọi hắn lại gần. La sách lúc đầu thì mày nhíu chặt, sau đó là chuyển sang chú tâm lắng nghe, rồi mày dần giãn ra, nụ cười xuất hiện, tiếp đó nửa liếm môi thèm thuồng. Rồi hai thằng nhìn nhau cười rất mất dậy, giống hệt năm xưa đi ăn trộm sắt. Tao kiếm cho mày một cái xe, hai cái cũng được, nhưng phải chia phần cho tao. Thái độ la sách thay đổi 180 độ mày nói thừa à tao đã bao giờ quên phần anh em chưa hả trông cậy cả vào mày đấy soái lãng đấm ngực hắn một cái được xem tao đây tối nay tao chúc người ban quản lý say hết rồi làm quả ba p sướng thôi mai gặp chúng ta còn thân hơn cha ruột gọi mấy thằng kia tới tao thấy chuyện này đáng thử dù làm nửa tháng cũng đáng mẹ nó năm anh em mình bao năm rồi mới tụ tập làm một vụ thế này tao nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi thôi tao đi trước mày gọi bọn kia đi. Nói rồi la sách đi thẳng về phía ban quản lý, nói tới kiếm tiền là không tốn thời gian lãi nhảy nữa rồi. soái lãng cũng hết sức hồi hộp, chuyến này coi như y ném hết giả sản vào rồi, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ngày 5 tháng 5 dương lịch, trời tạnh ráo. 5 giờ 30 sáng, 7 xe hàng đúng giờ rời tổng bộ giải khắc phi bằng, bảo an ấn nút cửa tự động, vẫy tay với đội trưởng Thôi Hạo sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng mà đã cảm thấy rõ lại một ngày nắng nóng nữa sắp tới thôi hạo nhìn trợ thủ ngủ gà ngủ gật nâng gương chiếu hậu lên trong gương chiếu hậu là nhân viên phân phối hàng chẳng buồn xem danh sách hàng đang giếp mắt ngủ gật thôi hạo cứ như bị lây vậy ngắp liền mấy cái gọi bộ đàm lái xe ở xe trước xe sau trả lời nhát gừng bảy chiếc xe hàng này cung cấp hàng cho khu phong cảnh trong nghề ai cũng biết nơi đó lợi nhuận cao nhưng tương ứng là chi phí cũng cao hơn nữa tính mùa vụ rất mạnh, đối với các đại lý bán buôn là chính mà nói, thiết lập điểm tiêu thụ là không đáng, lâu dần thành mô hình xe hàng đưa trực tiếp hàng tới nơi. Mùa vắng khách thì mỗi tuần hoặc lâu hơn đi một lần, nhưng mùa tiêu thụ tới một cái, lái xe công ty liền chạy mệt nghỉ, thời gian cung cấp hàng giảm tới 3 ngày, 2 ngày, thậm chí mỗi ngày. 6 giờ sáng, đường vành đai phía bắc, đội xe dừng lại một chút, thôi hạo an bài xe tới điểm dự định, 7 xe chia làm 3 đội, tới tung dương, trung nhạc cùng khu phong cảnh hoàng hà lớn nhất. Hết thảy giống mọi khi, trời sáng dần, trong không khí chẳng còn cảm giác được chút mát mẻ nào của buổi sáng nữa, bật radio lên xem tình hình đường xá, không có mưa lớn sạt lở, không bị tai nạn xe tắt đường, chỉ có cảnh báo nhiệt độ cao. Thôi hạo bật quạt trong xe, chỉ thầm một câu, xe đi lên quốc lộ, tốc độ tăng dần. Lộ trình 50 phút, phải tới khu phong cảnh Hoàng Hà trước 7 giờ, đến trưa ba chiếc xe phải về công ty, còn đi phân phối hàng cho Tân Trịnh, Nhữ Châu, lịch trình an bài dày đặc. Tình hình đường xá rất tốt, khu Trung Nguyên có cái hay đó, xe đi trên đường quốc lộ bằng phẳng thẳng tăm tắp, đi chừng 10 km là tới đoạn đường khu phong cảnh rồi. Qua lại 6 làng xe, rất rộng, xe hàng gắn thùng hàng cao lớn dễ bị che tầm nhìn, không chú ý tới một chiếc hạ lợi theo sau xe hàng. Ở trong xe hạ lợi, la sách rút điện thoại, nhàn nhã kẹp ở cổ nói bằng chất giọng bí ẩn như mấy phim điệp viên, xe tới rồi. Cách đó vài km, ngư tất cường tức đại ngư một chân dẫm lên tảng đá lớn, giơ tay lên cao chém mạnh một cái khí thế, cần cẩu đổ ở bên cạnh chạy uỳnh uỳnh, lấn át những âm thanh khác, tay đòn từ từ nâng lên, ở ven đường là tấm biển, cáp quan không có đồng, ăn trộm vô ích. An bài thỏa đáng xong ngư tất cường cầm tấm biển đặt ở hiện trường, trên viết phía trước thi công, mời giảm tốc độ, sau đó đội mũ an toàn lên, chỉ huy xe cổ đi qua đoạn đường đang thi công. Định làm gì thế? Sắp biết ngay thôi mà. 6 giờ 37 phút, ba chiếc xe hàng từ xa tới gần, đội trưởng Thôi Hạo nhìn thấy chiếc xe cẩu trên đoạn đường thi công, hai bên xe cộ giảm tốc độ, tới gần dừng lại, mở cửa xuống xe. Một cái xe cẩu, bốn năm nam tử mặc trang phục thi công đang chỉ huy quát tháo xe cần cẩu, người điều khiển xe cần cẩu thì đứng ra hiệu, người thì bản đồ chỉ rõ bàn tán, trông có vẻ bận rộn lắm, chẳng ai để ý tới lái xe hàng. Thôi hạo bắt tay làm loa gọi lớn, này các anh, làm gì thế? Bảo dưỡng các thông tin. Đại ngư giữ vẻ mặt nghiêm túc, không quên đứng tránh một bên, để một cái xe bốn bánh đi qua. Các anh chặn đường thì xe đi thế nào? Anh nói gì thế, xe cộ vẫn đi bình thường đấy thôi. Tôi nói là xe của chúng tôi kìa, thôi hạo chỉ tay, hai lái xe hàng khác cũng đi xuống, nhìn cái xe cầu nâng một đài công tác lên lưng chừng mặt đường, chẳng biết đô đạt tính toán gì. Đại ngư nhịn cười, tôi biết làm sao được, ai, à, sao không đi cái xe nho nhỏ một chút, lái cái xe lớn thế, thử xem có qua được không. Qua vào mắt à, một bên thì xe cẩu chiếm chỗ rồi, phía bên kia sau lề đường chính là kênh nước, xe bình thường qua không vấn đề, chứ xe tải của bọn họ thì chỉ vừa vặn đi qua thôi. Có điều thùng hàng mỗi bên phải nhô ra 20cm, nếu là ruộng thì còn dám thử, là kênh nước thì chịu, lỡ một cái là xong. Thôi hạo tới mời điếu thuốc, nói khó, anh này, hay anh nhường chỗ chút, để chúng tôi đi qua rồi làm tiếp, chúng tôi đang vội giao hàng. Đại ngư tiếc núi, anh vội chẳng lẽ chúng tôi lại không vội hay sao, anh có biết các thông tin đứt đoạn có thể gây tổn thất lớn cỡ nào cho quốc gia không? Anh có biết thời hạn bảo trì của chúng tôi là bao lâu không? Tôi chịu thôi người anh em, mới sáng sớm chúng tôi bị gọi tới đây. Anh tới sớm 10 phút thôi thì qua thoải mái, giờ thì muốn chuyển chỗ chúng tôi cũng không dám. Vì sao? bên trên đang hàng cáp quan rồi. Hàng. Hàng cáp quan. Thôi hạo cảm thấy khái niệm này nó là lạ. Anh không hiểu a à. Nối cáp quan là một vấn đề lớn, không được phép di chuyển, không được phép để các bụi dính vào, đang làm gian dở mà di chuyển, lệch một ly cũng hỏng rồi. Anh đứng thấy máy móc của chúng tôi không đáng kể, chứ riêng máy hàng cáp quan cũng giá trị hơn xe hàng của các anh. Nhưng các anh cũng không thể chặn đường không cho ai đi, lỡ việc của chúng tôi thì ai chịu. Đại ngư phất tay, ai chẳng các anh làm gì, thích đi thì đi, công trình của chúng tôi do chính phủ phê duyệt, tôi lại chẳng nhà anh, không phải đường anh làm, liên quan gì tới anh. Này, anh nói vô lý thế hả? Hai người tranh cãi, người khác đi tới hỏi có chuyện gì, người nóng tính chửi bới, người hiền lành hiểu chuyện hơn can ngăn, mới đầu tranh luận là chuyện đường xá, sau đó thành thằng kia nó chửi tôi, ai thèm chửi anh, thế là chả ai biết cãi nhau vì cái gì nữa. Thoáng cái đã mười mấy phút trôi qua, nhìn nhân viên công trình tráng lồi ra không hề dễ nói chuyện, thôi hạo ước thúc nhân viên của mình không tranh cãi, cãi nhau chẳng được việc gì, bên kia mấy người tới, dừng cả việc rồi. Thôi hạo đứng đo đặt khoảng cách với tay đòn cần cẩu, vừa vặn qua được, tức là không qua được. Nói có tức không cơ chứ, nhìn dòng xe cổ ào ào đi qua, chỉ có mình là không đi được, ngoài thang xui xẻo ra thì còn biết làm gì nữa. Anh ơi, anh còn bao lâu nữa thì xong. Thôi hạo hết cách, đành hạ giọng hỏi. Khoảng 10 phút nữa thì hàng cáp quan xong. Đại ngư khó tính thì khó tính, nhưng không phải loại vô lý ngang ngược, người ta hỏi vẫn trả lời. Vậy hàng xong thì sao? Thôi hạo yên tâm một chút. Hàng xong lõi một, đại ngư thầm kêu bỏ mẹ rồi, học cấp tốc vài kiến thức vỡ lòng cáp quan, giờ quên ráo trọi, ứng biến bừa, hàng tới lõi thứ hai, lõi thứ ba. Chắc là mất cả sáng, ai bảo các anh tới gây sự với chúng tôi, đang tính toán chỗ nối, góc độ, nối tiếp, chúng tôi phải dừng lại đấy, trời nóng thế này. Thôi rồi, đám lái xe muốn tuyệt vọng, các quan có bao lõi thì chẳng ai biết, nhưng mà nhìn cách làm việc vừa rồi chắc cả tiếng. Giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Gần 7 giờ rồi, nơi này cách khu phong cảnh chưa tới 10 km nữa thôi, nếu bị kẹt ở đây mấy tiếng thì hỏng không kịp giao hàng cho khu phong cảnh không nói, trưa về muộn, không kịp giao hàng nơi khác. Thương lượng vài nhau một lúc, lại có người tới mời thuốc lá. Ai ngờ lần này đại ngư không nhận, còn mắng cho, tôi bảo các anh này, đầu óc các anh bị lọc nước à, sao chết dí ở đây, chỗ chúng tôi không thể di chuyển, nếu di chuyển được thì chúng tôi nhường đường cho các anh chứ ai gây khó dễ làm cái gì. Anh vòng qua ngũ long khẩu không phải vẫn vào được khu phong cảnh à, bằng thời gian cãi nhau với chúng tôi ở đây thì đi được nửa được rồi đi mau đi nhưng lúc cảnh sát giao thông còn chưa đi làm đi lùi lại vài km thôi chứ lát nữa đừng hòng đi được con đường kia thì ai cũng biết nhưng mà ở đó có trạm thu phí bình thường chẳng đi bao giờ vừa nhắc một cái thôi hảo quyết đoán giơ tay đi mấy lái xe tức giận trừng mắt với đại ngưu lên xe lùi lại xoay vô lăng chuyển hướng miễn cưỡng quay đầu ở giải phân cách người ta nói đúng rồi 8 giờ cảnh sát giao thông đi làm, lúc đó đừng Hồng quay đầu, đi ngược chiều vài km thôi ra tới đoạn đường quốc lộ là có cách rồi. Xe đi hết sức cẩn thận, vừa đi vừa chửi, rời đường khu phong cảnh, đánh đường vòng rẽ sang đường cao tốc, từ đó đi thẳng tới khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, hơn 20 km thôi. Thôi hạo an bài qua bộ đàm, hôm nay phân phối hàng trước tiên từ đỉnh Ngũ Long. Xe biến mất ở trạm thu phí đường cao tốc, la sách bám theo đằng sau cũng chuyển hướng về khu phong cảnh, đi vài km tới chỗ đội thi công đang dọn dẹp xe đổ bên đường vẫy tay gọi đại ngưu chịu tới ghé đầu vào cửa sổ hỏi chúng vào đường cao tốc chưa rồi la sách gật đầu nhìn mấy nam tử đang đứng hút thuốc tán phép như chưa từng có chuyện gì xảy ra hỏi kiếm đâu ra mấy người đó bên đội bảo dưỡng bọn họ máy móc gì chả có có sao không không cãi nhau gì chứ cãi nhau một tí ngang sao được bằng người bên tao với lại bọn họ đều là người làm việc cho công ty thôi, hung hăng làm gì. Thôi bọn tao đi trước đây, bảo với soái lãng, nó chịu chi phí xăng dầu đấy. Xong, mà bên ngũ long khẩu an bài xong chưa? Xong rồi, xe cao 3m84, rộng 2m46, lệch có 5cm, không cho bọn chúng qua. Chúng ta xuất thân thế nào chứ, xe hàng là cái thá gì, dù là tàu hỏa cũng có cách bắt nó phải dừng lại. Đại ngư vênh váo bỏ đi, vẫy tay một cái, mọi người lên xe cẩu, chạy ầm ầm ngược hướng đi về. Đúng rồi, xe cao 3m84, rộng 2m46, đó là bọn họ hai ngày bám theo xe hàng mới có được con số, tay đòn cần cẩu ngăn đường cũng theo con số đó bố trí, xe gì cũng qua được, không hề ảnh hưởng giao thông, chỉ đúng ba cái xe hàng là không thể qua. Nếu không gây tắt đường một cái, người ta phản ánh lên trên, cảnh sát giao thông tới là xong đời. Xem đồng hồ, đã 7 giờ 15 rồi, xe hàng hẳn tới ngũ long khẩu là sách nhắn tin báo cho tên đầu sỏ soái lãng soái lãng xem tin nhắn nhếch mép cười đẻo tức di động lái xe tới khu bán hàng ăn uống lớn nhất ở trung tâm đỉnh ngũ long xem tài liệu về chủ sở hữu do chủ nhiệm vương cung cấp chọn mục tiêu ra tay nam nhân trung niên trên 40, quanh năm bán hàng ở khu phong cảnh đen xì xì đang không ngừng nhìn ra đường chú kỹ chào chú tự nhiên có người xuất hiện trong tầm mắt làm chủ quán ngạc nhiên là chàng trai đen chả kém gì mình, chắc là dân lao động cả, nhưng không quen. soái lãng cũng nào có quen người ta, tươi cười như gặp người thân, tự nhiên hơn cả rồi, cháu là soái lãng, bán nước giải khát. Tiểu bì, mang hàng cho chú kỹ đếm. Này này, chúng tôi có nhà cung cấp, hợp tác nhiều năm rồi, các cậu ở đâu ra? Chủ quán không hài lòng, tự nhiên đâu ra có người tới bán hàng, thấy lái xe định chuyển hàng xuống, ngăn cản bọn cháu là nhà cung cấp do khu phong cảnh chỉ định. Thật mà, chú xem này. soái lãng rút một chai nước ra. Chủ quán chưa từng thấy hãng nước ngọt này, có điều trên đó dán một tem hình tấm khiên, có hàng chữ sản phẩm thuần thiên nhiên được khu phong cảnh hoàng hà tiến cử, cầm lấy xem, tem trong suốt, in nổi, nhìn trái nhìn phải không rõ đây là trò gì. soái lãng vẫn thao thao bất tuyệt. Đây là đồ uống được ban quản lý khu phong cảnh thừa nhận, không chỉ an toàn hợp vệ sinh, còn tốt cho sức khỏe, vượt qua sự cạnh tranh của rất nhiều loại đồ uống khác, được khu phong cảnh tiến cử. Giá cả phải chăng, một chai là 1.35 đồng, kiến nghị chú bán lẻ 3 đồng, ở nơi thế này là hàng ngon bổ rẻ rồi. Chủ quán không nghe soái lãng ba hoa, từ chối, thôi thôi, chúng tôi quen bán coca, fanta rồi, cái thứ này chưa từng nghe qua. soái lãng làm tiếp thị quen rồi, sao có chuyện người ta vừa từ chối đã thôi, mặt dày mày dạng sáng đến, Giờ thì chú nghe rồi đấy thôi, lại còn nhìn thấy. À phải chú kỹ, chủ nhiệm Vương giới thiệu cháu tới chỗ chú, nói chủ là người tốt tính hiền lành, làm ăn thật thà, nhất định đi đầu dùng loại đồ uống tốt cho sức khỏe này. Chủ nhiệm Vương nào? Khu phong cảnh có mấy chủ nhiệm Vương hả chú? Vương Hằng ấy, chú bảo xem nếu không có chủ nhiệm Vương ra mặt, làm sao khu phong cảnh tiến cử sản phẩm này. Chú không tin bọn cháu gọi điện cho chủ nhiệm Vương xác nhận là được bọn cháu là công ty làm ăn đàng hoàng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha